Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2526, Phí Sư khuyên 1. Bốn phía lặng ngắt như tờ, bao quát Phí Sư ở bên trong, cả đám đều lộ ra kinh hãi. Đột phá nửa bước lĩnh vực, còn có thể tiếp nhận, ba cái hô hấp liền từ cấp bậc này đạt tới lĩnh vực chân chính, chỉ vì một câu của đối phương. Kịch liệt xung động, đã khó nói lên lời. Coi như danh sư cửu tinh, cũng chưa từng nghe qua, có thể để người ta đột phá nhanh chóng như thế. Thủ đoạn cao cường. Trương Hủ vốn không thèm để ý chút nào, ánh mắt híp lại. Thủ đoạn. Vừa rồi một cái tát kia, hẳn là Trương Huyền này cố ý để Trần Nhạc Giao chọc giận Trương Trác, mục đích đúng là vì để cho người sau lực lượng bạo tăng. Trương Hủ nhẹ gật đầu, nói. Bí pháp bạo tăng lực lượng, mặc dù cũng rất cường đại, trên thực tế lại là hư lực. Hư lực. Cách đó không xa thanh niên không hiểu. Hư lực, là một loại lực lượng không thuộc về mình, giống như bọt biển, mặc dù thể tích tăng lên, nhưng một khi xuất hiện biến cố, sẽ lập tức biến mất không thấy hình bóng. Loại lực lượng này, không thuần túy bằng tự mình tu luyện, chân khí bên trong không có thuộc tính, rất dễ dàng bị người thôn phệ, luyện hóa. Trương Hủ hừ một tiếng, nói. Trương Huyền này, chính là mượn điểm ấy, công khai cùng Trương Trác chiến đấu, trên thực tế lại làm cho Trần Nhạc Giao mượn nhờ lực lượng của hắn, đánh vỡ ràng buộc trong cơ thể, từ đó thành công xung kích lĩnh vực cảnh. Thanh niên khó tin. Đang đối chiến, sinh tử một đường. Không phải truyền công, làm như vậy cũng được. Trong một vài gia tộc, thế lực lớn, có chút cường giả, vì để cho hậu bối nhanh chóng tăng thực lực lên, sẽ tiến hành truyền công, cũng chính là quán đỉnh. Quán đỉnh có thể nhanh chóng để cho người ta đột phá, nhưng yêu cầu cực cao, đầu tiên cần hai người nhất mạch tương thừa, tu luyện công pháp hoàn toàn nhất trí. Tiếp theo, người tình ta nguyện, không có bất kỳ kháng cự gì, nếu không, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, đều sẽ để người tiếp nhận thừa kế bạo thể mà chết. Đây chính là một loại mượn nhờ lực lượng. Hai bên chiến đấu, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Loại tình huống này mượn lực lượng, cần bao nhiêu tự tin và năng lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền này, hẳn là trước thời hạn liền điều tra qua Trương Trác, biết hắn tu luyện công pháp, thực lực, cùng chủng loại bí pháp, sau đó lại kết hợp thực lực của Trần Nhạc Giao, tiến hành phỏng đoán cùng phân tích. Trước thời hạn biết những thứ kia, muốn làm ra tràng diện này, không tính quá khó. Mắt Trương Hủ sáng lên, giống như nhìn ra vấn đề. Lúc chiến đấu, mượn nhờ lực lượng của đối thủ, thừa cơ đột phá, nghe rất phức tạp, nhưng trên thực tế, chỉ cần kiểm tra rõ ràng lực lượng song phương, sau đó tiến hành thôi diễn, vẫn có cơ hội rất lớn làm được điểm này. Mấu chốt nhất là thực lực của Trần Nhạc Giao, cũng không yếu như tưởng tượng, hẳn là tùy thời có thể đột phá. Nói cách khác, thoạt nhìn mặt mũi khiếp sợ, bất quá là phối hợp Trương Huyền, diễn cái giật dây mà thôi. Nếu không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, một xuất khiếu cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là tán tu, lý giải tu vi có thể siêu việt Trần Nhạc Giao, Trương Trác, thậm chí chúng ta. Trương Hủ cười cười, vẻ mặt bình tĩnh. Cái này, thanh niên bừng tỉnh hiểu ra. Vừa nói như vậy, mặc dù độ khó cũng rất lớn, nhưng đã đạt tới phạm vi có thể tiếp nhận. Tuổi không lớn lắm, tâm cơ lại không ít. Rõ ràng, chuyện gì xảy ra, thanh niên hừ một tiếng. Lại không còn bội phục như trước đó. Tới Thánh Tử Điện, tự nhiên là vì dương danh, mà đạp Trương ra, danh khí tăng nhanh nhất, Trương Huyền này, dã tâm không nhỏ. Trương Hủ cười lạnh, quả thực không nhỏ, có muốn ta ra tay giáo huấn một chút hay không? Thanh niên cau mày, không cần, chớ chọc đến trên đầu ta ngược lại cũng thôi, trêu vào ta, không ngại cho cái giáo huấn cả đời khó quên. Khoát tay áo, Trương Hủ không nói thêm gì nữa. Đối với hắn mà nói, mặc dù Trương Huyền này có chút thiên tư, nhưng cũng không tính là gì, không đáng để lo. Bên bọn họ lặng lẽ thảo luận, bên kia Trương Trác triệt để nổi giận. Lực lượng bạo tăng, lại bị đối phương mượn cơ hội đột phá, tương đương với mạnh mẽ quất hắn mấy cái tát, tức giận kịch liệt không chịu nổi, gào lên một tiếng, lần nữa lao đến. Được rồi, đã đột phá, hắn liền vô dụng, đánh ngất xỉu là được, lui về phía sau ba bước, hạc hành bộ thức thứ bảy. Phối hợp chiêu thứ hai không minh trưởng. Trương Trác còn chưa tới trước mặt, trong tai Trần Nhạc Giao vang lên thanh âm của Trương Sư lần nữa. Lần này không chút do dự, nghiêm ngặt dựa theo hắn nói tới phát huy, nửa cái hô hấp sau, liền thấy Trương Trác vọt tới con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ta thắng, hơn nữa đột phá. Trần Nhạc Giao tràn đầy kích động, vội vã trở lại trước mặt Trương Huyền, lộ ra tôn sùng nồng đậm.
Trương Hủ cho rằng vị trước mắt này, hiểu thực lực của nàng như lòng bàn tay, trước thời hạn làm ra phân tích, nhưng mà nàng biết, hôm qua mới thực sự gặp hắn, mặc dù ở chung một đoạn thời gian, nhưng lại chưa bao giờ thi triển chiêu số, triển lộ qua tu vi. Nói cách khác, thực lực của nàng trước lúc này, đối phương căn bản không rõ ràng lắm. Chương 2527, Phí Sư khuyên 2. Mà là bằng vào nhãn lực, tại chỗ chỉ điểm mình hoàn thành nghịch tập, 5 cái hô hấp, đã đột phá thành công. Phần năng lực này, quả thực khó tin. Khó trách có khả năng sửa chữa âm quyết, dương quyết, giải quyết nan đề của băng nguyên cung mà vài vạn năm qua, vô số cường giả đều không giải quyết được, quả thực đáng sợ. Ngươi không nên quá vui mừng, đây là giữa học viên tỉ thí, nếu như là sinh tử đấu, khả năng sớm đã bị giết. Thấy nàng tràn đầy hưng phấn, Trương Huyền nói. Loại tình huống này, cũng chỉ ở dưới tình huống không nguy hiểm tính mạng mới có thể thực hiện, chân chính liều mạng tranh đấu, Trương Trác vừa ra tay liền là sát chiêu, lực lượng sắc bén trùng kích, nhiều phương pháp hơn nữa cũng không có tác dụng. Cho nên, loại đột phá này, là không thể phòng chế. Hơn nữa, hấp thu lực lượng của người khác đột phá, cơ sở không củng cố, quay đầu viết cho ngươi một pháp quyết củng cố tu vi, cố gắng tu luyện, về sau thời điểm đột phá lần nữa, sẽ không đến mức trở thành di chứng. Trương Huyền tiếp tục nói. Đột phá như vậy, mặc dù rất nhanh, lại có mưu lợi, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn, còn cần càng nhiều cố gắng mới được. Không phải người nào cũng giống như hắn, chỉ cần tu luyện, liền là đỉnh phong. Vâng. Trần Nhạc Giao nhẹ gật đầu, nhớ tới một việc, cổ tay khẽ đảo. Ba bình hàn băng linh dịch này, là tất cả tích xúc của ta, nếu như Trương Sư muốn dùng, tặng cho ngươi là được. Mới vừa nói, chỉ cần có thể giúp nàng đột phá, tặng linh dịch cũng không sao. Hiện tại không chỉ thành công, còn đạt đến tình trạng trước đó khó có thể tưởng tượng, bản thân cũng sẽ không nuốt lời. Cảm ơn. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, cũng không khách khí. Nói thật, không có chỉ điểm của hắn, coi như Trần Nhạc Giao có thể đột phá lĩnh vực cảnh, chỉ sợ cũng cần hơn nửa năm, thậm chí một năm tích lũy, giúp nàng tiết kiệm thời gian dài như vậy, đạt được chút thù lao, cũng không tính là gì. Cầm linh dịch ở trong lòng bàn tay, tiện tay mở ra nắp bình, lần nữa cảm nhận được linh khí nồng nặc cùng hàn ý kinh người trong đó, lúc này cũng không nhiều lời, há miệng uống một bình. Trần chờ một chút, tiếp lấy hai bình còn lại cũng uống xuống. Thời gian không đợi người, đi tới Thánh Tử Điện đã tiếp cận một ngày, tu vi mới tăng trưởng 2 tiểu cấp, thực sự quá chậm. Đã có công pháp xuất khiếu cảnh, vậy liền mau chóng đột phá a. Uống hết. Biết vị trước mắt này thủ đoạn cao minh. Nhưng mắt thấy uống 3 bình linh dịch như vậy, Trần Nhạc Giao vẫn không nhịn được run rẩy. Linh dịch đi vào thân thể, vận chuyển thiên đạo chân khí, rất nhanh thể lực tiêu hao hầu như không còn triệt để khôi phục. Ngay sau đó, linh khí hùng hồn tiếp tục tích tụ, để lực lượng trong cơ thể Trương Huyền càng ngày càng mạnh. May mắn nhìn thấy đột phá xuất sắc như vậy, không hổ là thiên tài lớp tinh anh, từng người đều mang tuyệt kỹ. Đang muốn xung kích tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, liền nghe thanh âm của Phí Sư vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Trương Trác đã được người cứu tỉnh lại, ngồi ở một bên phụng phịu, Phí Sư tràn đầy hưng phấn nhìn qua, trên nét mặt mang theo kích động. Mặc dù ý nghĩ của hắn cũng giống như Trương Hủ, cảm thấy Trần Nhạc Giao đột phá, là trước thời hạn chuẩn bị xong, nhưng cũng tràn đầy bội phục. Kế hoạch lại kín đáo, thi hành không tốt, không những không thể đưa đến tác dụng chấn nhiếp, còn có thể biến thành trò cười. Bất quá, trước thời hạn nói một câu, vô luận tỉ thí như thế nào. Chỉ là trao đổi lẫn nhau, trong lòng không được có khúc mắc. Biết vừa rồi giao chiến, có thể sẽ để Trương Trác thậm chí Trương gia không vui, Phí Sư cười cười. Chư vị phần lớn đều đến từ đại gia tộc, thế lực lớn, hẳn phải biết tầm quan trọng của nhân mạch, có thể trở thành học viên cùng khóa, hơn nữa cùng lớp, đã là duyên phận rất lớn. Hy vọng mọi người trân quý tình cảm giữa bạn học chung lớp, về sau coi như hùng cứ một phương, có tầm quan hệ này, cũng có thể qua lại tốt hơn. Không sai, nhân mạch rất trọng yếu. Yên tâm đi Phí Sư, chúng ta sẽ trân quý tình cảm bạn học chung lớp. Biết ý tứ của hắn, mọi người nở nụ cười. Thân là hậu nhân của đại gia tộc, thế lực lớn, không tới nơi này, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, sở dĩ liều mạng muốn thi vào, một là vì Khổng Sư lưu lại chân ngôn cùng không khí, thứ hai, là vì nhân mạch. Nắm giữ giao thiệp hùng hồn, về sau coi như về gia tộc, cũng sẽ được nhìn với con mắt khác xưa. Nhanh chóng nắm giữ quyền lợi càng lớn. Được rồi, ta sẽ không chậm trễ mọi người, cố gắng giao lưu trao đổi, sau đó tuyển chọn lão sư thích hợp mình. Thấy mọi người rõ ràng, Phí Sư không nói thêm lời.
Mọi người cũng biết, có thể tụ tập cùng một chỗ không dễ dàng, về sau thời gian tu luyện, bọn họ cơ bản không tìm được tung tích, cho nên rất trân quý cơ hội lần này, từng cái bắt chuyện nhau. Phí sư thì cười cười, đi tới trước mặt Trương Huyền. Trương sư, sự tích của người ta chuyên môn nhìn qua, từ Thiên Huyền Vương quốc cùng nhau đi tới, không đủ 20, liền trở thành viện trưởng Hồng Viễn danh sư học viện, càng liên tục xông đường 2 lần, tất cả đều thành công, thiên phú cao, làm người ta bội phục. Làm chủ nhiệm lớp, hắn trước thời hạn nhìn qua giới thiệu vắn tắt của Trương Huyền, coi như lấy kiến thức của hắn, cũng kìm lòng không được bội phục. Có khả năng xông đường thành công, dù chỉ là địa phương nhỏ ở Thanh Nguyên đế quốc, cũng đại biểu thiên phú và thực lực. Phí sư khách khí. Trương Huyền ôm quyền. Có thiên phú, có năng lực là chuyện tốt, có điều nhân mạch cũng rất trọng yếu. Trương gia là đại lục đệ nhất gia tộc, còn hy vọng có thể giữ gìn mối quan hệ, không nên xuất hiện mâu thuẫn. Trần chờ một chút, phí sư nói. Vị trước mắt này, mới tới Thánh Tử Điện không đến một ngày, liền đánh 3 đệ tử Trương gia, để hắn cũng cực kỳ khó xử. Chương 2528, Lạc Huyền Thanh đến tìm một. Trương gia là đại lục đệ nhất gia tộc, ở Thánh Tử Điện có rất nhiều hậu bối, chỉ cần không phải hạch tâm trong hạch tâm, tổn thương liền tổn thương, không quan trọng gì, sẽ không gây ra chú ý, nhưng thời gian ngắn như vậy, liên tục đánh 3 cái, cho dù chỉ là nhân vật dâu ria trong con cháu hạch tâm, cũng có chút khiêu khích. Khiêu khích thế lực khác, hắn có lẽ có thể giao thiệp một chút, trong bóng tối hòa giải, nhưng Trương gia là thế lực không kém gì Thánh Tử Điện, hắn chỉ là lão sư bình thường mà thôi. Căn bản không nói nên lời. Thật muốn chọc đối phương nổi giận, phái tới vãn bối lợi hại hơn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong quy củ làm việc, coi như hắn là chủ nhiệm lớp tinh anh, cũng không có biện pháp gì. Cảm ơn phí sư chỉ điểm, ta hiểu. Biết đối phương là có ý tốt, Trương Huyền ôm quyền. Biết liền tốt, ngươi là tán tu, phải chú ý giao thiệp hơn, nhiều giao hữu, dù sao cũng tốt hơn nhiều kẻ địch, dù sao người người cũng không phải điện chủ. Phí sư cảm khái. Điện chủ. Trương Huyền kỳ quái nhìn qua. Cái này cùng điện chủ có quan hệ gì? Thánh Tử Điện lệ thuộc tổng bộ danh sư đường, song song chiến sư đường, chuyện này ngươi hẳn phải biết a. Thấy hắn như vậy, phí sư hỏi. Trương Huyền gật đầu. Nếu như tổng bộ danh sư đường xem như một cơ quan quốc gia to lớn, danh sư đường địa phương là cơ quan hành chính địa phương, phụ trách xử lý công việc địa phương, chiến sư đường là quân đội. Được tổng bộ thống nhất quản lý, xử lý phân tranh, chiến đấu, nếu có mâu thuẫn, trực tiếp phái ra, nghiền ép tất cả. Còn Thánh Tử Điện, là loại hình địa phương giống như trường học, phụ trách giáo dục ra nhân tài đứng đầu toàn bộ đại lục, thay nhân tộc bồi dưỡng đời sau. Bởi vậy, đơn thuần so sánh chiến sư đường cùng Thánh Tử Điện, cả hai địa vị không kém nhiều, đều là đơn vị thuộc hạ của tổng bộ danh sư đường, quan hệ đồng cấp. Tổng bộ danh sư đường bàng quan thế tục, chỉ cần không phản bội nhân tộc. Làm ra sự tình có hại nhân tộc, bình thường sẽ không nhúng tay, Thánh Tử Điện làm đơn vị thuộc hạ, đương nhiên cũng không thể đi quá gần với các gia tộc, thế lực. Phí sư giải thích, Trương Huyền nghe vậy giật mình. Thật giống như chiến sư đường, cùng thế lực địa phương, trên cơ bản không có bất cứ liên hệ gì, nếu không danh sư đường khẳng định sẽ đi xử lý. Thánh Tử Điện cũng giống vậy, làm căn cứ bồi dưỡng nhân tài, tuân theo khổng sư chỉ bảo, hữu giáo vô loại, người người đều có thể tới học tập. Nhưng, bởi vì chỉ bảo thế lực thực sự quá nhiều, không thể mượn cơ hội cùng bất kỳ bên nào tiếp cận, nếu không sẽ bất công, từ đó mất đi giáo lý của khổng sư. Điện chủ làm người cầm lái của Thánh Tử Điện, vì để cho hậu nhân những gia tộc này bội phục, bình thường đều là một đường nghiền ép, thật giống như điện chủ đời trước, tại vị 2.000 năm trước, lúc còn trẻ, làm người ứng cử, tiến hành các loại khiêu chiến, tình huống Trương gia, Lạc gia, Tưởng gia, tam đại gia tộc bị đánh, chỗ nào cũng có. Nhưng hắn là điện chủ, không sợ đắc tội người, cũng không cần lấy lòng đối phương. Trái lại làm như vậy, còn có thể đạt được thế lực khác công nhận. Ngươi không giống, thân là học viên bình thường, tốt nhất khiêm tốn một chút, Thánh Tử Điện thiên tài vô số, mặc dù kinh nghiệm của ngươi cũng rất huy hoàng, nhưng so sánh với thiên tài chân chính, vẫn là kém không ít. Phí sư khuyên, Trương Huyền này trải qua, mặc dù làm người ta sợ hãi thán phục, nhưng nếu như so sánh với Lạc gia tiểu công chúa, thiên tài Trương gia, vẫn là kém quá nhiều. Nhất là cái trước, kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm, đi tới Thánh Tử Điện không đến 2 năm, hầu như xông tất cả cửa ải một lần, hỏi nàng vì cái gì, lấy được trả lời là nhàm chán. Nhàm chán liền đi vượt quan, cửa ải lợi hại,
cơ bản đều là từ thông đạo chữ quý xông đến thông đạo chữ giáp, một cái không rơi, làm tất cả mọi người sụp đổ. Vị trước mắt này, coi như thiên tư cũng rất cường đại, nhưng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, cùng loại biến thái kia vẫn không thể so. Vâng, ta hiểu. Trương Huyền đỡ lấy cằm. Lịch đại điện chủ, đều tiến hành các loại khiêu chiến, bỏ qua gia tộc, thế lực khác, xem ra hắn vẫn là quá vô danh. Đi tới Thánh Tử Điện đã hơn một ngày, mới làm sập một thông đạo khôi lỗi, đánh ba người Trương gia. Số lượng vẫn còn có chút ít a hát. Ai, hết cách rồi, ai bảo bản tính của hắn ưu tú, khiêm tốn, kín đáo, không nguyện ý hiển lộ bản thân như vậy. Tính cách như vậy, cũng rất sầu người. Xem ra sau này, nên kiêu căng hơn một chút, nếu như để phí sư biết ý nghĩ này của hắn, đoán chừng sẽ tại chỗ ngất đi. Điện chủ khác, coi như kiêu căng, cũng là tu luyện trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm, nắm giữ căn cơ hùng hồn, mới nhất phi trùng thiên, mang theo đại thế không thể ngăn cản, người này ngược lại tốt. Thực lực xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mới tới Thánh Tử Điện không đến một ngày. Liền làm ra nhiều chuyện như vậy, điện chủ lợi hại hơn nữa, cũng chưa từng làm a hát. Rõ ràng liền tốt, hai ngày nay tìm một cơ hội, đi nói tiếng xin lỗi với người Trương ra đi. Thấy hắn hiểu được, phí sư vui mừng nhẹ gật đầu. Thiên tài, không đáng sợ, có được giãn được, hơn nữa sống lâu, mới là thật đáng sợ. Trương Huyền này, hắn có hy vọng rất lớn, đương nhiên không muốn còn không có triệt để trưởng thành, liền bị đả kích ý chí tinh thần sa sút, lại không cách nào tiến bộ. Xin lỗi. Trương Huyền cau mày. Đúng vậy, các ngươi đều họ Trương. Giữ gìn mối quan hệ, đối với tiền đồ sau này của ngươi, sẽ có trợ giúp rất lớn, một khi có thể ở Trương gia trộn lẫn thành khách khanh trưởng lão, trên tài nguyên cung cấp, không có nỗi lo về sau, thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Phí sư nói tiếp, tán tu thiếu thốn nhất là tài nguyên, bất kể linh thạch hay công pháp bí tịch, chỉ cần gom góp hai thứ này, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Khách khanh trưởng lão, loại thế lực lớn như Trương gia, đã giống như quốc gia, tông môn. Không chỉ có người gia tộc, còn có vô số thế lực cường giả phụ thuộc, những người này, tụ tập cùng một chỗ, mới tạo thành thế lực bá chủ lớn như vậy. Phí sư cảm khái. Đương nhiên, người thân là danh sư, lựa chọn tốt nhất là tổng bộ danh sư đường, bất quá. Muốn đi vào tổng bộ, cần khảo hạch rất nhiều, độ khó lớn hơn. A hát. Trương Huyền hiểu được. Chương 2529, Lạc Huyền Thanh đến tìm hai. Nghe hắn nói như vậy. Trương gia, bên ngoài là thế lực gia tộc, trên thực tế lại giống như một hàng không mẫu hạm, mang theo vô số khu trục hạm. Không ít tán tu, sẽ giữ gìn mối quan hệ ở Thánh Tử Điện, để sau khi tốt nghiệp, có thể đi vào trong đó. Đương nhiên, đối với danh sư mà nói, tổng bộ danh sư đường là lựa chọn tốt nhất, chỉ bất quá, nơi này độ khó càng lớn, muốn làm cường giả đỉnh phong nhất toàn bộ đại lục, coi như phí sư, cũng không có tư cách tiến vào. Được rồi, nói đến thế thôi. Thánh Tử Điện chú ý chính là giao thiệp, mà Trương gia lại là đạo khảm không có khả năng đi vòng qua ở trên đại lục, lựa chọn ra sao, chính ngươi xử lý đi. Lần nữa dặn dò một tiếng, phí sư đang muốn rời khỏi, chỉ thấy một học sinh vội vã đi tới. Phí sư, không xong, Phá Hư Vương, đến rồi. Phá Hư Vương, hắn tới làm gì? Phí sư sững sờ. Phá Hư Vương, là nhân vật để toàn bộ Thánh Tử Điện đau đầu, ưa thích vượt quan, Phá Hư. Làm tất cả mọi người gà bay chó chạy, ai nghe được hắn tới, đều cảm thấy đau đầu. Chỉ là, nơi này là nhân điện, địa phương giảng bài, càng là lớp tinh anh. Người này chạy tới làm gì, cũng không có cái gì cho hắn Phá Hư a hát. Không biết, đã tiến đến. Mới nói xong, liền thấy bóng người lóe lên, một thanh niên cao lớn đẹp trai sải bước đi tới, vừa đến liền quan sát bốn phía, tựa hồ tìm người nào đó. Lạc Huyền Thanh, nơi này là lớp tinh anh. Nếu như ngươi thật muốn làm loạn, còn xin ra ngoài. Thấy hắn đi tới, mấy thân ảnh lập tức ngăn ở phía trước, một người lông mày nâng lên, lạnh giọng trách mắng. Chính là nhân vật thiên tài nhất của Trương gia lần này đi vào Thánh Tử Điện, Trương Hủ. Lớp tinh anh, thật lợi hại, có gì khác chứ, thời điểm lão tử đi vào nơi này, con mẹ nó ngươi còn ở trong rãnh nước chơi bùn, cút sang một bên, đừng chậm trễ ta tìm người. Lạc Huyền Thanh vẫy tay. Thân là hai đại gia tộc đặt song song trên đại lục, hắn cùng Trương Hủ đã sớm gặp mặt, xem như quen thuộc. Ngươi, bị ở trước mặt mọi người nói như vậy, Trương Hủ tức đến sắc mặt tái mét. Cút, không thèm phí lời với hắn, Lạc Huyền Thanh vẫy tay. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cuồng bạo cuốn tới,
Trương Hủ còn không kịp phản ứng, tựa như bóng da bị hồng thủy bao phủ, trong nháy mắt bay ngược ra. Lạch cạch, đâm vào trên tường, treo ở phía trên, muốn nhúc nhích, nhưng không có biện pháp gì. Mặc dù hắn cũng là thiên tài, nhưng tuổi tác cùng thực lực bày biện ở nơi đó, căn bản không thể so sánh với Lạc Huyền Thanh. Thấy hắn động thủ, mấy đệ tử Trương gia khác, tất cả đều mắt nổ đom đóm, đồng loạt lao đến, có điều còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy Lạc Huyền Thanh khoát tay áo. Trong nháy mắt giống như đập ruồi, đám người cùng một chỗ rơi vào trên tường, từng cái treo ở phía trên, liều mạng giãy giụa. Mặc dù chế trụ mọi người, nhưng Lạc Huyền Thanh ra tay rất đúng mực, chỉ treo bọn hắn ở phía trên, nhưng không làm bị thương căn bản. Lạc Huyền Thanh, nơi này là lớp tinh anh, cũng không có địa phương gì có thể phá hư, ngươi đi đi. Phí sư nhịn không được nữa, đi tới. Bất kể nói thế nào, hắn là chủ nhiệm lớp, ngang nhiên chạy đến nơi đây làm loạn, không ngừng treo người trên tường, lại không ra tay, mặt mũi cũng khó nhìn. Ta tìm tới người xong liền đi. Khoát tay áo, con mắt của Lạc Huyền Thanh rơi vào sau lưng phí sư, đột nhiên sáng lên. Trương Huyền đúng không, ta tìm ngươi. Tìm ta. Trương Huyền sững sờ. Tìm Trương Huyền. Lần này xong rồi, Lạc Huyền Thanh từ trước tới nay bạo lực, bị gia hỏa này tìm, khẳng định là bị đánh. Hắn là người khó chơi, chứ nghe lời muội muội của hắn, ai cũng không để ý tới, khẳng định là Trương Huyền đắc tội hắn, đặc biệt tới tìm phiền toái. Những năm này, tân sinh lão sinh, cũng có không ít bị hắn đánh, Trương Huyền xong. Không chỉ hắn choáng váng, đám người Trương Trác vừa rồi bị đánh một trận nghe nói như thế, con mắt cũng sáng lên. Lạc Huyền Thanh này, là người không nói đạo lý, bọn họ không có bị tìm, cũng bị đánh treo trên tường, Trương Huyền kia không cần nghĩ, khẳng định sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập, thảm không thể lại thảm. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, theo ta đi, ca ca nói cho ngươi chuyện lớn. Cười to một tiếng, Trương Huyền còn không kịp phản ứng, liền bị Lạc Huyền Thanh ôm cổ, mang theo ra ngoài. Đám người Trương Trác, Trương Hủ trợn tròn mắt. Không phải bạo lực cuồng, phá hư vương sao? Không phải muốn đánh người sao? Vì sao không theo sáo lộ an bài a? Chương 2530, một đám quái nhân thượng. 1. Trương Huyền cũng phát mộng. Hắn cùng vị anh vợ này, chỉ gặp mặt một lần, còn bị một quyền đánh bay, tìm bản thân làm gì? Chẳng lẽ, biết quan hệ giữa mình cùng Nhược Hy, nên đồng ý? Thân thể run lên. Không kìm lòng được kích động. Nếu như anh vợ bạo lực này đồng ý, rất nhiều chuyện liền đơn giản. Theo sát ở sau lưng đối phương, đi ra lớp tinh anh, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy thân thể run lên, cơ thể rùng mình. Lại quên sự tình đột phá. Nuốt xong hàn băng linh dịch, còn chưa kịp tu luyện, phí sư liền đến tìm hắn nói chuyện, nói xong rồi, chưa kịp tu luyện, anh vợ liền xuất hiện, lôi kéo hắn vội vã rời khỏi. Người bình thường, cho dù là thiên tài của băng nguyên cung, dùng một ngụm hàn băng linh dịch cũng sẽ thành băng côn, Trương Huyền một hơi nuốt 3 bình, đổi lại những người khác khẳng định đã sớm chết rét, hắn nắm giữ thiên đạo chân khí, dù có khả năng chống lại, thế nhưng không kiên trì được bao lâu, cần mau chóng hóa giải mới được. Hiện tại khí tức băng hàn phát tác, cảm thấy không đúng, hàn khí càng ngày càng hung mãnh, nội tạng giống như sắp bị đông lại, cả người không ngừng run rẩy. Không được, phải nhanh chóng đột phá, chỉ tu luyện mới có thể hóa giải. Biết tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị chết cóng, lông mày nhảy một cái, Trương Huyền vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, hóa giải hàn ý, chuyển hóa thành chân khí, xung kích bình cảnh tu vi. Ngươi làm gì? Cảm nhận được trong cơ thể hắn biến hóa, Lạc Huyền Thanh dừng bước, nhíu mày. Ta muốn, tu luyện. Bờ môi Trương Huyền run rẩy nói. Hàn khí đã xâm nhập thân thể của hắn, đã sắp không chống lại được, nói chuyện cũng có chút run rẩy, khó mà nói rõ. Lúc này không thể tu luyện, ta tìm ngươi là có chuyện xảy ra, sau này có nhiều thời gian tu luyện. Còn tưởng rằng đại sự gì, nghe được muốn tu luyện, Lạc Huyền Thanh khoát tay áo. Mau đi theo ta, được rồi, ngươi đi quá chậm, ta kéo ngươi phi hành. Trương Huyền còn chưa kịp giải thích, liền cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng bao bọc, hô một cái, giống như xuyên qua thời không, thẳng tắp bay tới đằng trước. Ô ô ô, bốn phía tiếng gió rít gào. Trương Huyền chỉ cảm thấy trong mắt, ánh sáng không ngừng lóe lên, không biết tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu, thậm chí vượt qua thiên đạo thân pháp của hắn. Không hổ là thiên tài Lạc gia. Trong lòng Trương Huyền cảm khái. Vị anh vợ này, là ca ca của Nhược Hy, khẳng định nắm giữ không gian càng thêm lợi hại hơn người bình thường, tốc độ không cần phải nói.
Dù hắn tu luyện diễn không thiên thư, càng có võ kỹ hành giả vô cương, nhưng bị tu vi hạn chế, tốc độ chân chính vẫn hơi không bằng. Trước mặc kệ, nắm chặt thời gian tiêu hóa năng lượng trong hàn băng linh dịch, nếu không khẳng định sẽ bị đông cứng, coi như không chết cũng vô cùng phiền phức. Biết bây giờ không phải là thời điểm khiếp sợ, lại không để ý tới đối phương lôi kéo, Trương Huyền vội vàng nhắm mắt lại, liều mạng tiêu hóa năng lượng hàn băng trong cơ thể. Nương theo năng lượng luyện hóa càng ngày càng nhiều, chân khí tiêu hao sạch sẽ càng ngày càng hùng hậu, cấp bậc cũng đang thong thả tăng thêm. Đang không ngừng tu luyện, cảm thấy hàn khí trong cơ thể dần dần tan rã, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, ngừng lại. Xuất hiện ở trước mi mắt, không phải kiến trúc thánh tử điện quen thuộc, mà là một đồng ruộng trống trải. Mình bị khóa ở trong một đoàn chân khí, Lạc Huyền Thanh đang đứng ở cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, không biết nghĩ cái gì. Đại cửu, Lạc Huynh, đây là nơi nào? Dẫn ta tới nơi này làm gì? Bờ môi bị đông cứng đến run rẩy, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Đừng nói chuyện. Lạc Huyền Thanh khoát tay áo. Ta. Trương Huyền không hiểu ra sao. Đưa hắn đến nơi này, cái gì cũng không nói, bản thân hỏi một chút, còn bảo không nên nói chuyện, người này đến cùng muốn làm gì? Ô ô ô. Trương Huyền khó hiểu, đang không biết như thế nào cho phải, liền nghe một thanh âm nghẹn ngào vang lên, giống như quỷ mị, chợt gần chợt xa. Này. Lạc Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước. Ầm ầm. Khí tức cường đại từ trong cơ thể bay lên, Trương Huyền lập tức cảm thấy không gian trước mắt giống như bị thứ gì dẫn dắt bóp méo, thần trí của mình cũng giống như thời gian nháy mắt biến mất, đi vào hư không không biết tên, không nhận bản thân khống chế. Đây là nhập hư cảnh. Con người Trương Huyền co rụt lại. Thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, không chỉ lĩnh vực trở nên khó đoán, càng quan trọng hơn là, sáng lập môi trường hư không thuộc về mình, ở đây, chỉ cần đối phương không nguyện ý, thần thức cũng không thể thăm dò, khó mà tìm được. Trước mắt Lạc Huyền Thanh là loại tình huống này, thần trí của mình rơi vào bên cạnh đối phương, thật giống như rơi vào hòn đá trong nước bùn, thời gian nháy mắt liền cắt đứt liên hệ, không cảm ứng được thứ gì. Thần thức không cách nào cảm ứng, biết rõ Lạc Huyền Thanh ngay ở trước mặt, nhưng giống biến mất, căn bản không phát hiện được. Cường giả nhập hư cảnh, bản thân nắm giữ hư không thuộc về mình, thật muốn che giấu, thần thức cùng mắt thường đều không thể quan sát, trừ khi tu vi không kém đối phương bao nhiêu, nếu không, tìm cũng không tìm đi si. Minh lý chi nhãn. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền không để ý tới tiếp tục tu luyện, trong mắt xuất hiện hoa văn, lần nữa nhìn sang. Phần Phật. Chương 2531, một đám quái nhân thượng. 2. Lạc Huyền Thanh trước đó biến mất xuất hiện ở trước mắt, dù có chút mơ hồ, cũng đã không phải không nhìn thấy nữa. Ầm ầm. Minh lý chi nhãn chiếu rọi, anh vợ như đang cùng người nào chiến đấu, năng lượng to lớn tán loạn bốn phía, cả đồng ruộng đều nhấc lên. Không thể không nói, dù vị anh vợ này thô bạo, làm việc lỗ mãng, nhưng sức chiến đấu lại quả thực không giả, thực lực của hắn bây giờ toàn bộ gộp lại, cũng khẳng định không phải đối thủ. Ngoan nhân, người đánh thắng được hắn không? Trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi. Ngoan nhân từng nói qua, cường giả thánh vực thất trọng không phải đối thủ, thực lực của anh vợ cũng đạt tới loại cảnh giới này, có thể chiến thắng hay không? Thánh vực thất trọng bình thường, ta có thể nhẹ nhõm ngược sát, nhưng vị này không phải đối thủ. Ngoan nhân có chút xấu hổ nói. Dù hắn thôn phệ ý niệm của ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc, có tiến bộ cực lớn, nhưng đối phó thánh vực thất trọng bình thường còn được. Lạc Huyền Thanh là thiên tài hạch tâm nhất của Lạc gia, càng là phá hư vương người người sợ hãi của thánh tử điện. Coi như tăng thêm không ít lực lượng, cũng không phải đối thủ. Còn tưởng rằng thánh vực thất trọng thật cũng không phải đối thủ chứ. Trương Huyền nhếch miệng. Lúc người này mới vừa tỉnh, cửa bom thổi mìn vang cả trời, còn tưởng rằng thật rất lợi hại, có khả năng uy phong giống như anh vợ, hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều. Cái này, nghe được hắn không vui, ngoan nhân vội vàng nói. Chủ nhân, chỉ cần ngươi để cho ta nuốt chữ chí kia, ta tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại người này. Để cho ta nuốt thêm chữ nghĩa, thánh vực bát trọng cũng có thể chiến một trận, lại nuốt chữ nhân, thánh vực cửu trọng cũng chưa chắc có thể thắng ta. Được rồi, đừng khoác lác, mấy cái chữ kia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong lòng khinh bỉ một chút, Trương Huyền cẩn thận nói. Đây chính là bảo vật khổng sư lưu cho thánh tử điện, chuyên môn trấn áp số mệnh, người mở miệng thôn phệ, ngậm miệng thôn phệ. Lá gan thật là lớn. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, người này là cường giả siêu cấp lúc trước ngay cả khổng sư cũng vây khốn thật nhiều ngày không thể chạy trốn,
đương nhiên không có sợ hãi Khổng sư giống những người khác. Vâng. Bị trách mắng, ngoan nhân không dám nói lời nào, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía trước. Ha ha, không hổ là thiên tài Lạc gia, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, lời mời của ngươi, ta tiếp. Phần phật. Tình cảnh thấy không rõ trước mắt khôi phục lại, sau đó Trương Huyền liền thấy, bên cạnh Lạc Huyền Thanh nhiều ra một người lùn, chỉ cao bằng một nửa đối phương, làn da đen kịt, tựa như than đen, hai mắt lại mang theo hào quang chói sáng, như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách không khí. Đồng ruộng cách đó không xa, bị giao chiến vừa rồi xé rách ra mấy cái hố to, còn có khe rãnh rất sâu, nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nơi này cực kỳ bằng phẳng, đều sẽ nghi ngờ đến sơn mạch địa thế hung hiểm gì. Cũng là cường giả thánh vực thất trọng. Trong lòng Trương Huyền run lên. Dù không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng có thể cùng Lạc Huyền Thanh đại chiến, hơn nữa đánh bất phân thắng bại, nói rõ sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì thánh vực thất trọng. Đây là ai? Dẫn hắn tới làm cái gì? Hắn nhìn thấy đối phương, người lùn cũng nhìn lại, nhíu mày. Hắn là... Lạc Huyền Thanh đang muốn nói chuyện, ngay sau đó nghe được trên bầu trời có tiếng hạc rẽ. Ngay sau đó liền thấy một tiên hạc to lớn nhanh chóng bay tới. Tiên hạc này cũng không phải là màu trắng, mà giống như phượng hoàng, đuôi mang theo lông vũ bảy màu, như có hỏa diễm ở phía trên lưu chuyển. Là, thất thải thiên hạc. Vẻ mặt Trương Huyền ngưng trọng, tràn đầy khiếp sợ. Con tiên hạc này, hoàn toàn khác biệt những gia hỏa vụng về lúc trước hắn đánh đàn thu hút, là một thượng cổ thánh thú. Thất thải thiên hạc, coi như không cần tu luyện. Trưởng thành cũng sẽ nắm giữ sức chiến đấu thánh vực thất trọng. Hai người các ngươi tới rất sớm a hát. Đang khiếp sợ, một thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên lưng hạc đứng một thanh niên. Bộ dáng chừng 30 tuổi, nhưng cả người mập mạp, dáng người cũng cực kỳ đồ sộ, so với Lạc Huyền Thanh còn cao hơn một cái đầu, tôn cường ở trước mặt đối phương, quả thực giống như hài đồng, so sánh với nhau, sẽ có vẻ gầy không thể lại gầy hơn. Con thất thải thiên hạc này có thể chở được hắn, cũng không dễ dàng a. Trong lòng Trương Huyền âm thầm cảm khái. Mập như vậy, có thể nói lần đầu tiên trong đời thấy được, thất thải thiên hạc lại có thể chở đi, phi hành bốn phía, thật rất không dễ dàng. Không phải chúng ta tới sớm, là ngươi tới muộn, xuống đây đi. Lạc Huyền Thanh có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa nâng lên, lăng không chảo một cái. Không gian bốn phía lần nữa vặn vẹo. Tiên hạc trên bầu trời giống như đụng đầu vào vách tường, lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ha ha, người vận dụng không gian quả thực lợi hại, có điều muốn làm tổn thương ta, không dễ dàng như vậy. Người béo nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tránh né, đột nhiên bàn chân đạp mạnh, từ trên lưng hạc lên nhảy xuống. Hô 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 hô, cái nhảy này của hắn, trọng lượng bản thân cộng thêm quán tính, tốc độ nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua tốc độ thanh âm. Răng rác, thân thể mập mạp mạnh mẽ đâm vào trên không gian giam cầm, vết rách to lớn xuất hiện, nổ vang một tiếng, không gian vỡ vụn, Lạc Huyền Thanh lui về phía sau mấy bước. Người béo rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Chương 2532, một đám quái nhân hạ. Một, cái này, khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Tu vi đạt tới hóa phàm, độ cao bình thường liền ngã không chết, ra hỏa mập mạp này. Thực lực rõ ràng không kém Lạc Huyền Thanh, dựa theo tình huống bình thường, từ trên lưng hạc rơi xuống, chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng ở trên không trung tăng tốc, cứ thế đụng nát phong ấn, lại thêm đập ra một cái hố to, tốc độ nhanh chóng từ trên mấy vạn mét không trung rơi xuống. Loại tình huống này, so với một ngọn núi lớn đập ở trên đầu, uy lực còn lớn hơn nhiều lắm, để hắn không nhịn được nghi ngờ, có thể chết tại chỗ hay không. Thật muốn như vậy, liền cười chết người ta rồi. Bất quá trong lòng khiếp sợ không có quá lâu, thân ảnh như núi của mập mạp liền từ trong hố lớn bỏ ra, vai run lên, bụi đất trên người dồn dập rơi xuống, vậy mà một chút tổn thương cũng không có, giống như vừa rồi té xuống đất, không phải hắn, mà là người khác vậy. Phòng ngự thật mạnh, Trương Huyền líu lưỡi. Ngũ diệu kim thân của hắn đạt tới đỉnh phong nhất, thân thể có thể so với thánh khí trung phẩm, nhưng nếu dựa theo tốc độ vừa rồi của đối phương lao xuống, cũng sẽ bị rơi lục phủ ngũ tạng nứt toác. Miệng phun máu tươi, coi như không chết, nửa cái mạng cũng mất. Đối phương lại chẳng có chuyện gì, đơn thuần thân thể, so với hắn cũng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng sợ. Vị này, là ai, chưa bao giờ thấy qua a hát. Run cho bụi xong, nhìn về phía Trương Huyền, khóe miệng nứt ra hỏi. Bị giam cầm lại, trong cơ thể hình như có chút không đúng,
chẳng lẽ đắc tội ngươi, bị bắt tới. Có cần ta giúp một tay, một cái mông ngồi chết đối phương hay không? Có thể được ta ngồi chết, cũng rất vinh hạnh nha. Trên đầu Trương Huyền tràn đầy hắc tuyến. Mập mạp này yêu thích, như thế nào giống Kim Nguyên Đỉnh như vậy, đều ưa thích ngồi lên người khác. Vị này là ta chuyên môn mời tới. Sợ người này thật ngồi chết Trương Huyền, Lạc Huyền Thanh vội vàng khoát tay áo nói. Mời tới. Người béo cùng người lùn đều có chút không tin. Tính cách của Lạc Huyền Thanh, bọn họ biết, có thể ở Thánh Tử Điện quấy đến long trời lở đất, cao ngạo đến cực điểm, không phục ai cả, chuyên môn mời một người 20 tuổi, tu vi chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Lai lịch ra sao? Đúng vậy. Lạc Huyền Thanh gật đầu, định giới thiệu, chỉ thấy một đoàn sương mù nhàn nhạt, chẳng biết lúc nào bao phủ bốn phía, ngay sau đó một thanh âm câu hồn phách người vang lên. Nhất khúc đoạn nhân tràng, thiều hoa tấn khứ lệ mãn thường. Chư vị đợi lâu. Thanh âm phiêu hốt, như vang lên ở bên tai, lại như xuất hiện ở sâu trong linh hồn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh, người béo cùng người lùn đều ngưng trọng lên, chân khí trong cơ thể sôi trào, trên đầu toát ra khói trắng, tựa hồ chống cự thanh âm này công kích. Là ma âm. Trương Huyền cũng âm thầm cảnh giác. Dù vận chuyển thiên đạo chân khí, lực ảnh hưởng của ma âm đối với hắn không tính quá lớn, nhưng mà hơi không cẩn thận, vẫn rất dễ dàng bị mê hoặc, sinh ra tâm ma. Tâm ma của hắn đã đủ nhiều, tạm thời còn không muốn thu nữa. Mích Hồng Âm, lâu như vậy không gặp, thủ đoạn của ngươi dường như không cao minh bao nhiêu nha. Cảm nhận được thanh âm công kích càng ngày càng mãnh liệt, trên mặt Lạc Huyền Thanh không vui, quát lạnh một tiếng. Không cao minh, vậy liền thử một chút. Thanh âm đột nhiên biến hóa, cho người ta một loại cảm giác như yêu như mị, sương mù tăng lên không ít, tựa như có tầng tầng quỷ ảnh, làm người chấn động cả hồn phách, để cho tinh lực của người ta rất khó tập trung. Thử một chút liền thử một chút, còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Lạc Huyền Thanh bước ra một bước, bàn chân tiếp xúc mặt đất, tựa như cắm rễ ở trên đại địa, phát ra thanh âm nổ vang tựa như trống lớn. Chân khí bắn nhanh, tạo thành một mặt trời chói mắt, để cho con mắt người ta không mở ra được. Quang mang phân tán bốn phía, sương mù bị đuổi tản ra không ít, hai mắt của hắn mở to, tựa như đèn lồng, lăng không chảo một cái. Bầu trời lập tức xuất hiện một trường ấn to lớn, bao trùm chừng hơn 10 mẫu, lực lượng hùng hồn không ngừng xoay quanh, không gian trên đồng ruộng đều bị ngưng kết, như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lực khống chế không gian thật mạnh, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới người tiến bộ lớn như thế. Ma âm phát ra kêu rên, như hai bên giao thủ ăn một chút thiệt ngầm. Đó là đương nhiên, không có khả năng chỉ có ngươi tiến bộ, ta lại không tiến bộ nha. Lạc Huyền Thanh thu tay, trở lại trước mặt Trương Huyền. Xì 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 xì. Sương mù tụ tập, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một nữ tử dung mạo cực đẹp, dáng người cao gầy, nhất là đôi chân dài thẳng tắp, chiều cao lại không dưới Trương Huyền. Tu luyện thiên đạo kim thân. Không chỉ làn da của Trương Huyền trở nên càng thêm trơn mềm, tựa như hài nhi, dáng người cũng cực kỳ hoàn mỹ, ít nhất đạt đến 1m8 trở lên. Độ cao như thế, ở trong nam tử cũng không tính thấp, không nghĩ tới vị nữ tử này, vậy mà còn cao hơn hắn, để cho người ta kinh ngạc. Người đến đông đủ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Thấy nàng tới, Lạc Huyền Thanh không nói thêm gì nữa, nhìn quanh một vòng. Vị này là Trương Huyền Trương Sư, là tân sinh năm nay Thánh Tử Điện mới thu. Hôm qua hai ta lần đầu tiên gặp mặt. Lạc Huyền Thanh, ngươi mang một tân sinh làm gì? Thực lực của tân sinh ngươi cũng không phải không biết, dẫn đi chẳng phải cản trở sao. Chỗ kia nguy hiểm như thế, mang một người tu vi xuất khiếu cảnh sơ kỳ đi qua, muốn làm gì? Họ Trương, chẳng lẽ là một thiên tài nào đó của Trương gia, bất quá. Ngươi không phải rất chán ghét người Trương gia sao? Chương 2533, một đám quái nhân hạ. 2. Nghe nói chỉ là tân sinh, ba người đều nhíu mày. Khó trách bộ dáng như thế, thực lực của bọn hắn đều đạt đến thánh vực thất trọng, đối phương mang đến một thánh vực ngũ trọng sơ kỳ. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó tin. Không nên xem thường Trương Sư, mặc dù tuổi tác không lớn, lại là một trận pháp đại tông sư đỉnh phong, tốc độ bày trận nhanh chóng khoáng cổ tuyệt kim. Thậm chí trận pháp sư bát tinh đỉnh phong, cũng xa xa không bằng. Lạc Huyền Thanh nói. Tốc độ bày trận của đối phương nhanh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, dù chuyện ngày hôm qua có chút mất hứng, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ bội phục. Trận pháp. Trương Huyền giờ mới hiểu được. Còn tưởng rằng tìm hắn đến,
là biết sự tình của mình cùng Lạc Nhược Hy, xem ra không phải là chuyện như vậy. Hẳn là hôm qua thời điểm khảo hạch trận pháp sư bát tinh, thấy được trình độ trận pháp của mình, nên chuyên môn mời tới, cùng mấy người kia chung một chỗ tham dự một loại thí luyện hoặc khảo hạch nào đó. Một tân sinh chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tốc độ bày trận nhanh hơn trận pháp sư bát tinh đỉnh phong, người sẽ không nhìn lầm chứ. Người lùn nhíu mày, có chút không tin. Hai người khác cũng nghi ngờ nhìn qua. Trận pháp sư xem như chức nghiệp thượng cửu lưu, có yêu cầu tu vi cực cao, thực lực không đủ, liền không cách nào bố trí. Tiểu nhân vật xuất khiếu cảnh sơ kỳ được đánh giá như vậy, làm sao có thể? Thế nào, lời của ta cũng không tin. Lạc Huyền Thanh có chút không vui. Ta và hắn đồng thời khảo hạch trận pháp sư bát tinh, ta còn không có xem xong trận đồ, hắn đã bố trí ra trận pháp, không phải như vậy, các ngươi cảm thấy ta sẽ mời hắn tới. Ngươi chưa xem xong trận đồ, hắn liền bố trí ra trận pháp. Ba người đều sững sờ, lộ ra vẻ khó tin. Thân là cường giả thánh vực thất trọng, nguyên thần củng cố, thần thức mạnh mẽ, một ít bí tịch công pháp, chỉ cần không phải quá mức phức tạp, quét mắt một vòng liền có thể ghi nhớ. Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn xong, đối phương liền bố trí ra trận pháp, cái kia là nhanh như thế nào? Ta cũng hơi nghiên cứu trận pháp, đã như vậy, không bằng để cho ta thử một chút. Mích Hồng Âm vuốt lọn tóc, cười một tiếng. Hô! Trương Huyền còn không kịp phản ứng liền cảm thấy thấy hoa mắt, lực lượng giam cầm ở chung quanh thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả người tựa như lâm vào một trận pháp nào đó, bốn phía đen kịt, âm phong gào thét, đồng thời một cỗ áp lực tinh thần cực mạnh cuốn tới, để cho người ta đau đầu muốn nứt. Người này không chỉ am hiểu ma âm, đối với trận pháp cũng có nghiên cứu rất sâu. Nắm đấm của Trương Huyền căng thẳng. Người này vừa xuất hiện, bốn phía dâng lên sương mù dày đặc, liền biết tất nhiên là sử dụng một loại trận bàn lợi hại nào đó, nếu không sẽ không có hiệu quả như thế. Có thể trong nháy mắt kích hoạt trận bàn, vây khốn mọi người, nói rõ trình độ trận pháp ít nhất đạt đến bát tinh. Mích Hồng Âm, người muốn làm gì? Không nghĩ tới nàng đột nhiên ra tay, Lạc Huyền Thanh tức giận, đang muốn tiến lên ngăn cản, liền cảm thấy cánh tay căng thẳng, bị người giữ chặt. Yên tâm, nàng có chừng mực, để nàng thử một chút, nếu không xem như chúng ta cũng sẽ không tin. Nói chuyện chính là người béo. Rất hiển nhiên, hắn cũng có chút không phục Trương Huyền, muốn mượn tay Bích Hồng Âm nhìn xem đối phương đến cùng nắm giữ dạng năng lực gì. Cái này, cũng tốt. Dừng lại một chút, dù Lạc Huyền Thanh không vui, nhưng vẫn gật đầu. Mấy vị này là hảo hữu nhiều năm của hắn, mặc dù lẫn nhau không chịu thua, nhưng làm việc lại rất đúng mực, không có khả năng vô cớ hại người. Lạc Huyền Thanh nói người nghiên cứu trận pháp rất cao minh. Đây là ta chuyên môn mời trận pháp sư bát tinh thượng phẩm chuyên môn đúc thành, cho ngươi hai canh giờ, nếu như có thể phá vỡ, nói rõ có tư cách cùng chúng ta chung một chỗ. Không biết tình huống bên ngoài, Trương Huyền bị bao vây ở trong trận pháp, ngay sau đó nghe được một thanh âm nhàn nhạt. Hai canh giờ phá vỡ. Trương Huyền bất đắc dĩ. Hắn chỉ là đi lớp tinh anh báo danh, liền bị Lạc Huyền Thanh bắt tới, hiện tại bị khảo nghiệm. Suy nghĩ một chút cũng không khỏi tâm tắc. Ngươi cho rằng ta muốn gia nhập các ngươi. Bất quá nếu anh vợ tự mình mời, hơn nữa khẳng định năng lực của mình như thế, thì không thể hao tổn mặt mũi của hắn. Nếu không Lạc Nhược Hy sẽ không bỏ qua mình. Thiếu hụt. Rõ ràng điểm ấy, hắn cũng lười nhắc nhiều lời, trong mắt lóe sáng, một quyển sách đã xuất hiện ở trong óc. Trận bàn rất rác rưởi a, nhiều thiếu sót như vậy. Nhìn nội dung một chút, Trương Huyền nhếch miệng. Đối phương nói mời trận pháp sư bát tinh thượng phẩm chuyên môn đúc thành, còn tưởng rằng cao minh cỡ nào, hiện tại xem ra, cũng không có chuyện như vậy a. Hết thảy có 138 loại phương pháp giải quyết. Tính toán một chút, rất nhanh được ra kết luận. Học tập xong thư tịch trận pháp sư bát tinh, trình độ trận pháp của hắn sớm đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, thậm chí không kém một chút trận pháp sư cửu tinh sơ kỳ. Biết sơ hở, lại lý giải trận pháp như vậy, phá giải một cái trận bàn. Cực kỳ đơn giản. Vậy liền để anh vợ vui vẻ a. Dùng phương pháp trực tiếp nhất, nhanh nhất đi. Trầm ngâm một chút, Trương Huyền có biện pháp. Chọn tốt một phương pháp, đang định áp dụng, đột nhiên cảm thấy thân thể cứng ngắc, tất cả kinh mạch trong cơ thể bị đông cứng. Nguy rồi, tai họa ngầm của Hàn Băng Linh Dịch còn không có đi qua. Chương 2534, lôi kiếp đơn giản 1. Nuốt vào 3 bình Hàn Băng Linh Dịch, chưa kịp luyện hóa, phí sư liền đến tâm sự. Tiếp lấy anh vợ đưa hắn đến nơi này, dù trên đường hóa giải một bộ phận, nhưng vẫn có phần lớn lực lượng lưu lại trong cơ thể. Chỉ khoanh chân ngồi dưới đất,
không có vấn đề quá lớn, nhưng vừa muốn vận dụng lực lượng phá giải trận pháp, nhất thời tạo đến phản phệ. Vẻ mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, Trương Huyền chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như biến thành băng, toàn bộ đông cứng cùng một chỗ, ngay cả chân khí cũng giống như có chút không khống chế nổi. Trước không thể phá trận, nếu không có thể sẽ chết cóng ở đây. Trong lòng Trương Huyền run lên. Vốn còn nghĩ làm sao phá giải trận pháp, biểu hiện ra cho Lạc Huyền Thanh nhìn một chút, lưu cái ấn tượng tốt, hiện tại xem ra, căn bản làm không được. Không nhanh chóng luyện hóa linh dịch trong cơ thể, bỏ phí nhiều đồ tốt như vậy là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận, còn có thể xảy ra tai họa ngầm, để thân thể xuất hiện biến cố không được khống chế. Luyện hóa. Biết sự tình không thể chần chờ, hít sâu một hơi, vừa mới ngưng tụ thiên đạo chân khí lần nữa tụ lại, mượn nhờ băng hàn linh lực cuộn trào mãnh liệt, tiến hành chạy nước rút sông phá bình cảnh. Thiên đạo chân khí, không có bất kỳ thuộc tính gì, không chỉ có thể hóa giải tất cả kịch độc trong thiên hạ, thậm chí ngay cả sát lục chân khí của dị linh tộc cũng có thể mô phỏng giống như đúc, để lúc trước Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương không thể phát giác. Nguyên nhân chính là có năng lực này, băng nguyên cung cũng sợ hãi hàn băng linh dịch, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Cô cục cục. Chân khí vận chuyển rất nhanh, lúc đầu thân thể cứng ngắc, lần nữa hòa tan ra, chân khí hùng hồn bỗng nhiên đánh tới bình cảnh. Răng rắc, xuất khiếu cảnh trung kỳ ràng buộc, nhất thời bị xé rách, chân khí tiếp tục tuôn ra, lực lượng kéo lên. Linh khí dồi dào, lại thêm Trương Huyền sớm đã có phương pháp đột phá xuất khiếu cảnh, nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, xe nhẹ đường quen, thiên đạo chân khí giống như quả cầu tuyết, nương theo thời gian trôi qua, hội tụ càng lớn, đột phá xuất khiếu cảnh trung kỳ không đủ 5 cái hô hấp, hậu kỳ ràng buộc cũng thuận lợi phá tan. 10 cái hô hấp sau, đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Hô! Liên tục đột phá 3 tiểu cấp, lúc này linh lực của hàn băng linh dịch mới chậm rãi tiêu tán, tiêu hao hầu như không còn, không còn uy lực. Thành công! Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng rực lên. Không hổ là bảo bối của băng nguyên cung, đồ vật Trần Nhạc Giao cũng không nguyện ý từ bỏ, dùng để đột phá, quả nhiên làm ít công to, thế như trẻ tre. Nếu như đã đột phá, vậy liền trực tiếp độ lôi kiếp đi. Đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, Trương Huyền không chần chờ nữa. Ầm ầm, lôi vân bị thu hút tới, tản mát ra lực lượng dữ tợn. Đạt tới xuất khiếu cảnh, chỉ cần không tận lực che lấp tu vi, liền có thể dẫn tới lôi kiếp, hơn nữa kiếp số lớn nhỏ, sẽ căn cứ thực lực bản thân tiến hành biến hóa. Thực lực càng mạnh, lôi kiếp sẽ càng khủng bố hơn. Lạc Huyền Thanh, đã ngươi tôn sùng Trương Huyền này như vậy, vậy ngươi đoán xem. Hắn đại khái bao lâu có khả năng phá vỡ trận bàn của Bích Hồng Âm? Người béo nói, còn nâng bụng của mình, miễn cho nó rơi xuống trên mặt đất, cười khanh khách nhìn qua. Trận bàn của Bích Hồng Âm là cấp 8 trung kỳ, muốn phá giải. Khả năng cần tiêu tốn một phen tay chân. Dừng lại một chút, Lạc Huyền Thanh nói. Ta suy đoán, cần ít nhất nửa canh giờ. Phá trận đơn giản hơn bày trận một chút, có khả năng trong mấy hơi thở bố trí ra một trận pháp cấp 8. Cho dù là cấp thấp nhất, trình độ trận pháp cũng cực cao, coi như trận bàn của Bích Hồng Âm lợi hại, hắn thấy, hẳn cũng có thể làm được. Bất quá, lần đầu tiên tiếp xúc trận bàn lợi hại như thế, làm sao cũng cần nửa canh giờ, thậm chí càng lâu. Nửa canh giờ, ngươi rất tin tưởng hắn nha. Bất quá, ta cảm thấy rất khó làm được. Ngươi lùn cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Trận pháp của Bích Hồng Âm ngươi cũng không phải không biết, xen lẫn ma âm cùng nguyên thần công kích, bị nhốt trong đó. Tinh thần không thể tập trung, muốn phá trận, nào có đơn giản như vậy. Coi như trận pháp sư bát tinh thượng phẩm, muốn thành công, không có 2-3 canh giờ cũng làm không được, vị này, coi như lợi hại giống như ngươi nói, không có 1 canh giờ, là không thể hoàn thành. Các ngươi vẫn quá tin tưởng hắn, ta cảm thấy, còn chưa chắc có khả năng thành công. Người béo lắc đầu, thân là cường giả thánh vực thất trọng, kiến thức rộng rãi, trận pháp sư lợi hại không biết gặp bao nhiêu. Biết năng lực của đối phương là cái gì. Bích Hồng Âm không chỉ thực lực ma âm đạt tới đỉnh phong, trận pháp cũng cực mạnh, hai hai kết hợp, mặc dù chỉ là trận bàn cấp 8 trung phẩm, nhưng uy lực lại cường đại hơn thượng phẩm không ít. Lần đầu tiên tiếp xúc, có thể trốn ra được hay không cũng rất khó nói, chứ nói chi là 1-2 canh giờ liền triệt để phá giải. Cái này, nghe hai người nói, Lạc Huyền Thanh cũng mất đi lòng tin trước đó. Bày trận nhanh, dính dáng rất nhiều phương diện. Có thể là thiên phú mạnh mẽ, nhìn thấy trận pháp liền có thể trong nháy mắt suy đoán ra tiết điểm bố trí, một lần thành công. Cũng có thể là nhiều lần luyện tập,
trận pháp nhập môn cấp 8 kia, hắn chưa thấy qua, không có nghĩa là đối phương chưa thấy qua. Nếu như trước kia thấy qua, hơn nữa luyện tập nhiều lần, rất nhanh bố trí thành công, cũng là chuyện đương nhiên. Ầm ầm, đang lo lắng, liền cảm thấy trận pháp trước mắt lay động kịch liệt, như có một đoàn năng lượng to lớn nhanh chóng kéo lên. Duy trì được 20 cái hô hấp, ngay sau đó liền thấy bầu trời đen lại, một cỗ lực lượng khiến người ta run sợ từ phía trên cuốn tới. Tình huống trong trận pháp, có sương mù dày đặc không cách nào dò xét, nhưng lôi vân huyền phù ở trên đỉnh đầu, để bọn hắn không khỏi rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Bích Hồng Âm chủ trì trận pháp cũng có chút dại ra. Nàng chỉ là duy trì trận pháp, khảo nghiệm năng lực phá trận của đối phương một chút, không có phạm vào sai lầm gì nha, cũng không có làm điều ác, sao lại gặp phải sét đánh. Không đến mức ác như vậy à. Nàng duy trì trận pháp, chỉ là truyền chân khí vào trận bàn, không có nhìn kỹ tình huống trong trận pháp, cũng không biết thanh niên bên trong, ngắn ngủi 20 cái hô hấp, liền từ xuất khiếu cảnh sơ kỳ đạt đến đỉnh phong, càng không có nghĩ tới lôi kiếp là người sau dẫn tới. Đáng ghét. Chương 2535, lôi kiếp đơn giản 2. Trần chờ một chút, thấy lực lượng sấm sét đánh đến trận bàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nó nát bấy, nữ tử siết chặt nắm đấm, đột nhiên công kích qua. Ầm ầm. Lực lượng còn chưa tới trước mặt mây đen, một đạo lôi điện to hơn eo người thẳng tắp rơi xuống. Răng rắc. Mang theo uy lực vô cùng lớn, cùng khí tức đâm thủng bầu trời chút xuống, lôi điện chỉ nháy mắt liền nuốt chửng lực lượng công kích của nàng. Xì 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 xì. Trong nháy mắt, Bích Hồng Âm bị điện giật đến toàn thân cứng ngắc, tóc dựng lên, mặt mũi cháy đen, không còn chút quyến rũ như vừa rồi. Dù thực lực của nàng đạt đến thánh vực thất trọng, nhưng ở trước mặt thiên địa đại thế vẫn không đáng chú ý. Nàng phóng ra lực lượng khổng lồ, mây đen trên bầu trời tiêu tán đi không ít, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Thở dài một hơi, Bích Hồng Âm đang cảm thấy vui mừng, liền cảm thấy trong trận pháp tuôn ra một cỗ lực lượng đặc thù. Cảm nhận được loại khí tức này, mây đen trên bầu trời giống như điên rồi, lần nữa tụ tập, mấy tức liền tăng lên gấp đôi. Tình huống gì? Bích Hồng Âm tê cả da đầu, người sắp nổ tung, cảm thấy sắp điên rồi. Đám người Lạc Huyền Thanh cũng nghẹn họng nhìn chân chối, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Răng rắc, răng rắc, thời gian không cho bọn hắn cân nhắc quá nhiều, mới hội tụ ra, lôi điện trên bầu trời liền bổ xuống. Lần này thể tích càng lớn. Đường kính chừng hơn 2 mét. Hai chân Bích Hồng Âm run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Bất quá biết trốn không thoát, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, cắn răng một cái, hai tay nâng lên, dùng ra lực lượng toàn thân, đột nhiên công kích qua. Răng rắc, lôi điện lần nữa rơi vào trên người, toàn thân nữ tử đen kịt, cả người khét lẹt, không ngừng bốc lên khói trắng. Chân khí trong cơ thể bị chấn tán loạn 7-8 phần, nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Xem như chịu đựng được. Bích Hồng Âm buồn bực sắp nổ tung, hai đầu gối như nhũn ra, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lôi đình mạnh mẽ, nhưng nhìn tư thế của mây đen, công kích hai lần, lực lượng hao hết, hẳn là sắp tản đi. Ý nghĩ vừa mới kết thúc, trong trận pháp lần nữa truyền ra lực lượng đặc thù. Ầm ầm, mây đen sắp tiêu tán lần nữa tụ tập lại, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hùng hồn. Nếu như nói trước đó mây đen bao phủ diện tích chỉ có phạm vi mấy trăm mét, thì bây giờ đã đạt đến 2-3 cây số, còn không có ngăn cản, liền cảm thấy lực lượng sấm sét to lớn, như cự long ở bên trong, không ngừng lăn mình, gào thét, tựa như lúc nào cũng sẽ phá tan ràng buộc, xé rách đại địa thành bụi phấn. Vì cái gì? Hai chân Bích Hồng Âm mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã trên đất. Vừa rồi đạo lôi kiếp kia, để nàng suýt chút nữa bị đánh chết tại chỗ, đạo này lại mạnh mẽ hơn gấp bội. Thật muốn rơi xuống, căn bản không có khả năng chịu nổi. Đến cùng tại sao lại bổ nàng? Hơn nữa nhìn bộ dáng, là không chết không thôi à. Đừng xem náo nhiệt, mau tới đây giúp một tay. Biết chỉ bằng vào nàng là không có khả năng chống lại, nhịn không được giống lên. Được. Đám người Lạc Huyền Thanh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vã vào tới trước mặt. Rầm rầm. Mọi người đồng loạt ra tay. Tứ đại cao thủ liên hợp. Lực lượng gào thét, thiên địa cũng bị xé rách. Hào quang bảy màu cùng lôi điện đối đầu chung một chỗ, tiếng động trăm dặm, mặt đất xuất hiện vết rách to lớn. Đám người Lạc Huyền Thanh chỉ cảm thấy vẻ mặt ửng hồng, khí huyết trong cơ thể sôi trào, như sắp nổ tung, từng cái mặt mũi đen kịt, tóc dựng lên, đồng loạt phun ra máu tươi. Dù thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, nhưng lôi điện trên bầu trời kia thực quá đáng sợ, liên hợp lại, cũng chỉ là đánh ngang tay,
May mắn bọn họ đều là con cháu thế lực lớn, có thủ đoạn bảo mệnh, nếu không chỉ lần này, không chết cũng trọng thương, trong vòng mấy tháng nằm ở trên giường khó mà dậy nổi. Bên ngoài trận pháp, đám người bị lôi kiếp đánh cho sắp hộc máu, trong trận pháp, Trương Huyền bị ngăn cách thanh âm cùng thần thức đang ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt mê man nhìn bầu trời. Sau khi ta đột phá, phóng thích lực lượng, hẳn là có thể cảm ứng được khí tức, hạ xuống lôi kiếp A Hát. Sao nửa ngày còn không có tới? Hắn ở chỗ này chờ lôi kiếp, nhưng cái bóng cũng không gặp, chẳng lẽ, bản thân phóng thích lực lượng sai phương pháp? Hô! Lại phóng ra một lần. Không có động tĩnh. Lần nữa phóng ra một lần. Vẫn không có động tĩnh. Có phải, lần trước độ kiếp quá đơn giản, lôi đình cũng bị đả kích không dám đến không? Trương Huyền xoa xoa mi tâm, không ngừng phóng thích lực lượng, mặt mũi không vui. Còn tưởng rằng xuất khiếu kiếp sẽ khó khăn giống như phong thánh kiếp, quá đơn giản đi. Răng rác, răng rác, răng rác. Bên ngoài, đám người Lạc Huyền Thanh không ngừng bị điện giật, trên đầu bốc khói. Chương 2536, đây là lôi kiếp của ta. 1. Dù đám người Lạc Huyền Thanh đều là cường giả thánh vực thất trọng, nhưng ở trước mặt lôi đình đại biểu thiên địa uy thế, vẫn có vẻ quá mức nhỏ yếu. Mây đen càng ngày càng dày, lôi điện càng ngày càng thô to, hiện nay bốn người không có lo lắng sinh mệnh, lại bị điện giật hoàn toàn thay đổi, không những không còn bộ dáng cao thủ trước đó, còn chật vật như ăn mày, thê thảm không nói ra được. Từ khi tới thánh tử điện, đủ loại quát tháo phong vân, lúc nào nhận qua oan ức như vậy. Sau khi liên tục bốn lần, Bích Hồng Âm nhịn không được nữa, phun ra máu tươi. Trong bốn người, nàng thê thảm nhất, lúc đầu dáng người thon dài, cao quý tựa như tiên tử, lúc này chật vật không kém thần thú bao nhiêu, không nhìn kỹ, thật không thể xác định đây là người. Tại sao lại bổ trận bàn của ta? Răng ngà cắn chặt, làm như thế nào cũng không hiểu. Lôi đình lớn như thế, cần gì chấp nhặt với một cái trận bàn như vậy? Muốn chém nó thành mảnh vỡ mới cam tâm. Thứ này, là nàng tiêu tốn rất lớn mời trận pháp sư bát tinh thượng phẩm giúp một tay luyện chế, chỉ có một cái, một khi hủy, thực lực ít nhất sụt giảm gấp đôi. Lạc Huyền Thanh, gia hỏa ở trong trận pháp kia, có phải sắp đột phá hay không? Trong lòng hơi động, nhớ tới một việc, nhịn không được nhìn qua. Vừa rồi lôi đình đến nhanh, hơn nữa uy lực vượt xa xuất khiếu kiếp, nên không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này gánh không được, linh quang chợt lóe, cảm thấy có chút không đúng. Trận bàn của nàng dùng qua không biết bao nhiêu lần, cũng không có bị sét đánh, vừa vây khốn tiểu tử kia, ông trời liền không buông tha, có phải là bởi vì tiểu tử kia quá thiếu đạo đức hay không? Đột phá, không quá khả năng a. Thời điểm ta tìm hắn, nghe nói hôm qua mới từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, liên tục vượt qua hai tiểu cấp, lúc này không đến một ngày, làm sao có thể đột phá lần nữa? Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Người này, dù mới đến học viện không lâu, nhưng ở lớp tinh anh cùng lớp phổ thông đã biến thành truyền kỳ, khắp nơi đều có người đang nghị luận. Căn cứ tin tức nghe được, hôm qua thời điểm cùng người chiến đấu, trong 10 cái hô hấp đột phá. Đạt tới thực lực bây giờ, ngắn ngủi như vậy, hẳn là còn không cách nào tiếp tục đột phá a. Tu luyện là quá trình tích lũy, đừng nói hắn, coi như muội muội của hắn, cũng phải dần dần từng bước một tiến lên, còn chưa nghe qua có người ngày trước đột phá, ngày thứ hai còn có thể tiếp tục. Hôm qua, Bích Hồng Âm sửng sốt một chút, cũng lắc đầu, còn tưởng rằng có phải gia hỏa ở trong trận pháp làm hay không, hiện tại xem ra, hẳn không phải. Người nghi ngờ là hắn muốn đột phá, dẫn tới lôi kiếp. Thấy biểu lộ của đối phương, Lạc Huyền Thanh nhịn không được nói. Ân, Bích Hồng Âm gật đầu. Coi như hắn đột phá, cũng là xuất khiếu kiếp, không có lôi đình cường đại như vậy a. Lạc Huyền Thanh không tin. Bất kể như thế nào, lôi đình càng ngày càng mạnh, lại tiếp tục, chúng ta có khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, Bích Hồng Âm, không được. Người bỏ qua trận bàn này đi. Lúc này người lùn cũng bị đánh cho sắp sụp đổ, nhịn không được nói. Những lôi điện này, rõ ràng chỉ nhằm vào trận bàn, chỉ cần bỏ qua, hẳn là có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Vì một bảo vật liều mạng, thực sự không đáng. Bỏ qua, không được, đây là căn bản của ta, đánh chết cũng sẽ không từ bỏ. Bích Hồng Âm siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt mang theo kiên định. Lúc trước vì thứ này, hao tốn không biết bao nhiêu, thậm chí người cũng suýt chút nữa chết, như vậy liền từ bỏ. Thực sự không cam tâm. Trận còn người còn, trận vong người vong. Bích Hồng Âm kiên quyết, lần nữa nhìn về phía lôi điện hội tụ ở trên bầu trời,
đang muốn ra tay, liền nghe trước mắt nổ vang kịch liệt. Răng rắc, lực lượng so với lôi đình trước đó còn cường đại hơn, thân thể nàng chấn động, trận bàn huyền phù cách ở đó không xa xuất hiện vết rách, sau đó vang giòn, trong nháy mắt nứt ra, nổ thành hai nửa. Phốc, pháp bảo bị hủy, lần nữa phun ra máu tươi, con mắt đỏ lên, bích hồng âm sắp điên cuồng. Liều mạng bị sét đánh, nhịn lâu như vậy, không có để nó bị hao tổn một chút, thế nào vẫn bể nát. Hô, đang nghĩ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sương mù dày đặc trước mắt biến mất, một thanh niên từ bên trong đi ra. Được rồi, trận pháp đã phá. A hát, các ngươi đây là, làm sao vậy? Trương Huyền thí nghiệm nhiều lần, phát hiện không thể dẫn tới lôi kiếp, ý thức được có thể là trận pháp này kỳ lạ, suy nghĩ một chút, liền dùng phương pháp bạo lực nhất phá vỡ trận pháp, thuận tiện hủy trận bàn. Lúc đầu nghĩ, vừa ra liền lấy tư thái vương giả, nói cho Lạc Huyền Thanh thành công phá trận, thu hoạch hảo cảm, làm sao cũng không nghĩ đến, lại thấy mấy gia hỏa như than. Nhìn một hồi mới nhận ra, chính là mấy vị cao thủ siêu cấp trước đó. Nhưng sao thời gian nháy mắt, lại biến thành bộ dáng này. Trận bàn của ta là ngươi làm hư. Bích hồng âm run rẩy. Trận pháp này thiếu hụt quá nhiều, trong quá trình phá giải, cảm thấy đơn giản, liền thuận tiện phá luôn trận bàn, như vậy mới coi như triệt để. Trương Huyền gật đầu. Thế nào, ta hẳn thông qua khảo hạch chứ? Chương 2537, đây là lôi kiếp của ta. 2. Vừa thấy mặt liền vận dụng trận pháp lợi hại như vậy, không để ý sống chết của hắn, hắn cũng không có gì khách khí. Thu hoạch được anh vợ công nhận quan trọng hơn. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Vẻ mặt bích hồng âm đỏ thấm, phát điên rồi. Mới vừa nói trận còn người còn, thời gian nháy mắt liền bị đối phương phá thành bã vụn, phẫn nộ để nàng sắp điên rồi. Bàn tay nâng lên, đang muốn đập chết đối phương, liền nghe nổ vang kịch liệt, lôi điện trên bầu trời lần nữa tụ tập lực lượng, bổ tới. Răng rắc, tóc dựng thẳng lên, toàn thân bốc khói trắng. Dù lôi kiếp là của Trương Huyền, nhưng nàng ngăn cản lôi đình, tương đương với đối kháng thiên uy, đã triệt để chọc tức giận, xem ra không đánh chết là quyết không bỏ qua. Cái này, nàng cũng độ kiếp. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện, trên bầu trời trời u ám, vô số lôi đình như cự long loạn chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn xuống. Không đúng, lôi đình này dường như có quan hệ tới ta. Cảm ứng một chút, Trương Huyền ngẩn ngơ. Dù lôi điện chỉ nhằm vào bích hồng âm, nhưng chỉ cần hắn phóng thích lực lượng trong cơ thể, lôi đình sẽ trở nên càng thêm nóng nảy. Nguyên lai không phải lôi kiếp của ta trở nên đơn giản, mà là bị bọn họ ngăn cản, căn bản không có rơi vào trận pháp. Đáng ghét a hát. Trương Huyền hơi đỏ mặt, trở nên cực kỳ tức giận. Trách không được ở trong trận pháp đợi trái đợi phải, làm sao cũng chờ không được, nguyên lai bị người này ngăn trở. Lôi kiếp không có cách nào tránh né, cũng không thể để người khác thay thế, nếu không con cháu một vài gia tộc lớn, hoàn toàn có thể để cho trưởng bối trong tộc giúp một tay ngăn cản, cũng sẽ không cần lo lắng, sợ hãi. Không thể hỗ trợ ngăn cản, ngược lại thì thôi, trọng yếu nhất chính là một khi người khác nhúng tay vào, sẽ trở nên càng ngày càng hung mãnh, đến lúc đánh chết người độ kiếp mới thôi. Lúc trước thời điểm hình đường chủ độ lôi kiếp, mọi người không dám nhúng tay, chính là nguyên nhân này. Bây giờ lôi kiếp của mình bị bích hồng âm nhúng tay, biến hóa như thế lớn, ngay cả thánh vực thất trọng cũng có chút ngăn cản không nổi. Hắn còn làm sao chống lại? Thật muốn đi qua, còn không bị đánh chết tại chỗ. Càng nghĩ càng giận, Trương Huyền hận đến ngứa răng. Không phải lôi kiếp của ngươi, xen tay vào làm gì? Lần này được rồi, lôi đình càng tích tụ càng nhiều, cuối cùng sẽ không chịu nổi, đánh chết ngươi xong, khẳng định còn có thể lại tới tìm ta. Để cho ta làm sao bây giờ? Không nên hố người như thế à? Trương Huyền thật rất muốn khóc. Ầm ầm. Trương Huyền buồn bực nghĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ liếc mắt nhìn, đã kìm lòng không được run rẩy. Lôi kiếp này so với phong thánh kiếp thì mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần, hôm qua ở trước sơn môn, uy lực ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Nói cách khác, nếu như bây giờ độ kiếp, trình độ khó khăn so với trước đó tăng lên gấp 10 lần. Coi như hắn từ xuất khiếu cảnh sơ kỳ đạt đến đỉnh phong, đối mặt lôi kiếp gấp 10 lần cũng không có khả năng chiến thắng. Nhưng, lôi kiếp của ta chỉ có thể do ta tới giải quyết. Né tránh không được, nếu mặc cho nàng tiếp tục làm loạn mà nói, thì càng không thể nào vượt qua. Trong lòng Trương Huyền nóng như lửa đốt. Bích hồng âm cũng quá không đáng tin cậy đi, không phải lôi kiếp của ngươi, tại sao lại đi đón đỡ? Lần này được rồi, mang đến bao nhiêu phiền phức? Đúng rồi,
có thể nhìn ra lôi kiếp này thiếu hụt ở đâu hay không. Trương Huyền cuống cuồng, biết bằng vào thực lực của hắn bây giờ, chạy tới mà nói, khẳng định một phút cũng không chịu nổi, sẽ bị đánh chết tại chỗ, nên nhìn không được nữa, trong đầu thở nhẹ. Nếu là thiên đạo thư viện, như vậy lôi kiếp cũng thuộc về một bộ phận của thiên đạo, hẳn là có thể nhìn ra thiếu hụt. Hô! Một hồi lay động, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, Trương Huyền vội vàng mở ra. Sao lại trống không? Trên thư tịch không có cái gì, một mảnh trống không? Xem ra giống như trước đó, sự tình liên quan tới ta, thư viện không thể tạo ra thư tịch. Rất nhanh, Trương Huyền hiểu được. Trước đó đã khảo nghiệm qua, sự tình tỉ mỉ liên quan tới hắn, không cách nào hình thành thư tịch, lôi kiếp trên trời là xuất khiếu kiếp của hắn, một khi xuất hiện thiếu hụt, chẳng khác nào trên việc tu luyện không còn cửa ải khó, thuộc về gian lận. Minh Lý Chi Nhãn. Biết giờ phút này thư viện không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào bản thân, trong mắt hoa văn nhúc nhích, lần nữa nhìn lên lôi đỉnh trên bầu trời. Lúc này mây đen bao trùm hơn 10 dặm, từng đạo lôi điện thô to chừng hơn 10 mét, như cự long cuồn cuộn. Mỗi một tia đều nắm giữ lực lượng tương đương thánh vực thất trọng, nếu đánh xuống, đám người Lạc Huyền Thanh cũng sẽ bị thương. Thực lực của ta bây giờ, quả thực không chống lại được. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Thông qua Minh Lý Chi Nhãn phân tích, dù thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng muốn chống lại lôi đình cường đại như thế, vẫn còn không thể. Chỉ có thể giống như hôm qua, xông vào trong đó. Trong mắt hắn chợt lóe sáng. Độ kiếp, xông vào lôi vân, thoạt nhìn nguy hiểm nhất, nhưng mà hắn tự mình trải qua, biết so với ở phía dưới bị động chịu đòn thì dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì ở phía dưới, hội tụ xuống công kích, tích xúc đại thế, uy lực lớn nhất, mà xông vào trong, lực lượng không có cách nào tụ tập, ngược lại yếu hơn không ít. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn cho rằng như vậy, đổi lại những người khác, tiến vào bên trong, bốn phía đều là lôi điện, coi như không cần hội tụ, nước ấm nấu ếch cũng sẽ bị điện giật chết. Nhưng có thiên đạo chân khí, cho dù thân thể, linh hồn bị thương, cũng sẽ khôi phục rất nhanh, trong mắt người khác, thao tác đáng sợ nhất, đối với hắn mà nói, ngược lại đơn giản nhất. Chương 2538, xông vào lôi đỉnh 1. Bất quá, thực lực bây giờ vẫn quá thấp. Nếu như thân thể cùng linh hồn có khả năng tiến bộ, sức chiến đấu có thể so với thánh vực thất trọng, hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn này. Việc này nói rườm rà, thực tế thời gian nháy mắt liền dạo qua ở trong óc. Lúc này lôi đình vừa đánh bích hồng âm cháy đen, tiếp tục hội tụ lực lượng. Liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nuốt vào hai viên đan dược, lúc này vẻ mặt của nàng mới khôi phục một chút, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, lửa giận bùng cháy. Nếu không phải vì thủ hộ trận bàn, sẽ không đắc tội lôi kiếp cường đại như vậy, kết quả. Trận bàn còn bị người kia hủy. Chẳng cần biết ngươi là ai mời tới, không giáo huấn một lần, ta liền không mang họ Bích. Hàm răng cắn khanh khách vang vọng, nữ tử gào thét. Lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy thanh niên ở đối diện sầm mặt lại. Câm miệng. Thanh âm của Trương Huyền không lớn, nhưng trong đó xen lẫn ma âm, cùng sư ngôn thiên bẩm, mặc dù có lôi đình che lấp, vẫn rõ ràng truyền đến trong tai mọi người, chấn lỗ tai ong ong run động. Tiểu gia hỏa xuất khiếu cảnh này bảo Bích Hồng Âm im miệng. Thân thể người lùn nhoáng một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lạc Huyền Thanh cũng mở to hai mắt nhìn, suýt chút nữa điên rồi. Hắn ở Thánh Tử Điện không sợ trời không sợ đất, một chút chấp pháp trưởng lão cũng không làm gì được hắn, nhưng gặp phải Bích Hồng Âm cũng có chút đau đầu, không dám nói nặng lời. Người này tốt rồi, vừa phá hủy trận bàn của nàng, lại bảo nàng im miệng. Lá gan cũng quá lớn đi. Ngươi nói cái gì? Bích Hồng Âm cũng sắp điên rồi, ánh mắt đỏ như máu. Nếu không phải mặt bị đánh đen kịt, khẳng định sẽ cực kỳ kinh khủng. Không muốn chết thì đừng nói nhảm. Lười nhác nói nhiều với đối phương, thân thể Trương Huyền nhảy lên, chậm rãi bay lên. Ầm ầm. Vừa tiếp cận mây đen, lôi đình cảm nhận được lực lượng của hắn, chậm chạp hội tụ tới. Hắn đây là, muốn thay ta ngăn cản lôi kiếp. Bích Hồng Âm ngẩn ngơ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Ta cũng không chịu nổi, làm như vậy, sẽ chết. Nàng là cường giả thánh vực thất trọng, cũng không ngăn cản nổi lôi đình trên bầu trời, chỉ có thể bị động chịu đòn, đối phương chỉ là một tiểu gia hỏa xuất khiếu cảnh, làm sao gánh vác được. Hắn đây là bởi vì làm hỏng trận bàn của ta, muốn lấy mạng đền bù ư. Siết chặt nắm đấm, vừa rồi phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, trong lòng Bích Hồng Âm hơi có chút cảm động. Biết rõ hẳn phải chết còn không chần chờ chút nào tiến lên, người thanh niên này,
xem ra cũng không phải làm người tức giận như vậy. Đây là lôi kiếp của hắn. Không giống nàng cảm tính, Lạc Huyền Thanh, người lùn cùng người béo nhìn thấy mây đen dần dần lấy Trương Huyền làm trung tâm, nhanh chóng hội tụ, lập tức hiểu được. Khó trách lôi vân này tới quái lạ, nguyên lai là của người này. Ngươi không phải nói hôm qua hắn mới đột phá, ngày hôm nay không có khả năng tiến bộ sao? Sao ta cảm thấy, đã đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong? Người béo nuốt ngụm nước bọt, yết hầu phát khô. Hình như là vậy à. Khóe miệng của Lạc Huyền Thanh cũng co giật. Căn cứ tin tức hắn nghe được, hôm qua người này trong 10 cái hô hấp, ở trước mặt mọi người từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, buổi chiều lại chạy tới khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Căn bản không có thời gian củng cố tu vi, tại sao lại đột phá? Hơn nữa một lần là 3 tiểu cấp. Ầm ầm, ầm ầm. Đám người khiếp sợ, mây đen đã hội tụ xong, sức mạnh sấm sét càng ngày càng hùng hồn, tựa như lúc nào cũng sẽ dâng trào chút xuống, xé thân ảnh ở trên không thành mảnh nhỏ. Không được, coi như tu vi của hắn đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, cũng không chống lại được. Lạc Huyền Thanh lo lắng. Cho dù đối phương tiến bộ, nhưng đối với lôi đình trước mắt mà nói, vẫn quá yếu ớt, ngay cả bọn họ cũng không được, huống chi đối phương. Có thể đoán được, chỉ cần lôi đình hạ xuống, sẽ bị đánh vỡ nát, ai cũng cứu không được. Người là ta mời tới, nếu bởi vì như vậy chết, liền nguy rồi. Vẻ mặt Lạc Huyền Thanh lo lắng, bình thường hắn mưu trí vô song. Giờ phút này cũng cảm thấy bó tay toàn tập. Vị này là hắn mời tới, nếu bởi vì như vậy mà chết, trong lòng tất nhiên băn khoăn. Đang không biết làm sao cho phải, liền nghe thanh niên ở trên không nhàn nhạt nói. Ta tới đối kháng lôi kiếp, các ngươi ai có công pháp luyện thể và công pháp tu luyện linh hồn, nhanh lấy ra cho ta xem một chút, càng nhiều càng tốt. Công pháp, mọi người đều sững sờ. Lúc này đều đang nghĩ làm sao giải quyết khốn cục trước mắt, xem công pháp làm gì. Lôi đình sắp rơi xuống, coi như cho ngươi công pháp, cũng không có thời gian học, không có thời gian nhìn a hát. Nhanh lên! Thấy mọi người chần chừ, Trương Huyền nhịn không được trách mắng. Rõ! Mặc dù không biết cần công pháp làm gì, nhưng đối phương chắc chắn như thế, đám người Lạc Huyền Thanh vội vàng gật đầu. Đổi lại bình thường, một tiểu tử xuất khiếu cảnh dám nói như vậy với bọn họ, khẳng định sớm một tay đập chết, nhưng lôi đình ở trên đầu. Tựa như lợi kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống, không có người lại đi so đo vấn đề giọng nói cùng thái độ. Ta luyện thể rất nhiều công pháp. Người béo khẽ đảo cổ tay, mặt đất xuất hiện một đống lớn thư tịch, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn bản. Hắn bằng vào thân thể, liền có thể đụng Lạc Huyền Thanh lui về phía sau, chấn vỡ không gian giam cầm, thân thể mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng, bởi vậy loại pháp quyết này rất nhiều. Ta thì có rất nhiều về linh hồn. Bên cạnh Bích Hồng Âm cũng nhiều ra một đống thư tịch. Chương 2539, xông vào lôi đỉnh 2. Ta có cả hai, nhưng số lượng không tính quá nhiều. Người béo cùng Lạc Huyền Thanh cũng lấy ra thư tịch. Bốn người có thể ở trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ loại thực lực này, thế lực sau lưng đương nhiên không yếu. Những bí tịch này, đối với những khác người mà nói cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với bọn hắn vừa nắm một bó to, tiện tay có thể lấy ra một đống lớn. Cảm ơn. Nhìn thấy nhiều bí tịch như vậy, Trương Huyền mắt sáng rực lên, vội vàng đảo qua. Phần phật. Trong nháy mắt, thu sạch ghi chép vào thư viện. Không chỉ luyện thể, tu luyện hồn phách, thế mà còn có công pháp thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh cùng thất trọng nhập hư cảnh, chỉ bất quá. Số lượng quá ít, không cách nào hình thành bí tịch thiên đạo. Thư tịch đi vào trong óc, rất nhanh ở thức hải quay một vòng, Trương Huyền không khỏi có chút tiếc hận. Trong tay bọn họ. Dù cũng có công pháp lĩnh vực cảnh cùng nhập hư cảnh, nhưng số lượng không đủ để hình thành cấp bậc thiên đạo, coi như góp nhặt, đối với cục diện trước mắt cũng trợ giúp không lớn. Nhìn pháp quyết luyện thể một chút. Lực chú ý tập trung ở trên pháp quyết luyện thể. Chính xác. Một hồi lay động, một quyển sách xuất hiện, ngón tay điểm một chút, kiến thức chảy vào trong óc. Quả nhiên tạo thành. Trương Huyền hưng phấn. Tên mập mạp này, không hổ là cao thủ luyện thể, siêu tập công pháp rất nhiều. Số lượng cũng hỗn tạp, thế mà thuận lợi tạo thành bí tịch thiên đạo kim thân mới. Dựa theo phía trên miêu tả, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, hoàn toàn có thể rèn luyện thân thể thành thánh khí thượng phẩm. Xem hồn phách một chút. Biết không có thời gian hưng phấn, vội vàng rơi vào trên công pháp linh hồn. Bích Hồng Âm thi triển ma âm hay trận pháp, đều am hiểu công kích phương diện linh hồn, bởi vậy siêu tập không ít loại pháp quyết này, Lạc Huyền Thanh cùng người lùn, dù không am hiểu hai phương diện này.
nhưng xem như hậu nhân của thế lực lớn, cũng có rất nhiều công pháp. Tập hợp siêu tầm của ba người, cũng hội tụ chừng hơn ngàn bản, từ ngoan nhân lấy được công pháp tu luyện vu hồn, lấy ra đặt chung một chỗ, trong lòng hô khẽ, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt. Chỉ có công pháp thiên đạo vu hồn xuất khiếu cảnh. Trương Huyền lắc đầu. Phương diện hồn phách, sau khi vu hồn sư bị diệt, còn lại những nghề nghiệp khác đều tương đối yếu kém, cho dù dung hợp công pháp của ngoan nhân, cũng chỉ tạo thành cấp bậc xuất khiếu cảnh, lĩnh vực cảnh thì còn có không ít thiếu hụt, tạm thời rất khó tu luyện. Trước mặc kệ, có thể để cho thực lực tăng thêm một phần, liền nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại lại để cho người đi tìm, khẳng định không kịp, Trương Huyền biết dầu dĩ vô dụng, lần nữa nhìn về phía mọi người. Các ngươi ai có bảo vật ẩn chứa linh khí như linh thạch tuyệt phẩm, ngọc mạch linh tủy, không? Nắm giữ công pháp, nhưng không có linh khí cũng uổng công. Ta có, ngọc chân linh dịch, thứ này nổi danh giống như hàn băng linh dịch của băng nguyên cung. Ta có một khối ngọc mạch linh tủy, có điều kích thước không lớn. Ta có một viên linh nguyên đan bát phẩm. Thấy hắn muốn thứ này, mọi người đồng loạt lấy ra đan dược, linh thạch cùng linh dịch, trực tiếp ném lên. Cảm ơn. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đổi lại bình thường, muốn gom góp những vật này, cần tiêu tốn đánh đổi rất lớn, nhưng bây giờ trực tiếp ném lên, miễn đi không ít thời gian tìm kiếm. Lăng không chảo một cái, nắm ngọc mạch linh tủy, linh dịch cùng đan dược ở trong lòng bàn tay, trực tiếp nuốt, Trương Huyền lần nữa nhìn lôi vân, phát hiện lôi điện đã tụ tập xong, muốn đánh xuống, không do dự nữa, thân thể trực tiếp vọt vào. Hắn muốn làm gì? Xung kích vào như vậy sẽ chết à? Thân thể chấn động, mọi người đều giật nảy mình. Mang theo thân thể xông vào như vậy, tương đương với lấy thân chống lại lôi đình, làm không cẩn thận sẽ hủy diệt nguyên thần, hài cốt không còn. Ầm ầm, Trương Huyền xông vào, giống như triệt để chọc giận lôi đình, vô số lôi điện điên cuồng hội tụ, thời gian nháy mắt, đầy trời đều là lôi điện, coi như thần thức cũng không cách nào dò xét. Làm sao bây giờ? Không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ, đây là lôi kiếp của hắn, nếu như biến mất. Đại biểu thành công vượt qua. Nếu càng lúc càng lớn, không chỉ hắn chết, chúng ta cũng khó có thể chạy trốn. Sắc mặt của Lạc Huyền Thanh tái xanh nói. Bọn họ đều đối kháng qua lôi điện, chỉ cần không tiêu diệt, chỉ có thể càng ngày càng lớn, tươi sống đánh chết tất cả mọi người. Nguyên nhân chính là như vậy, đối phương cần gì, mới không chậm trễ lấy ra. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong, muốn vượt qua lôi kiếp lợi hại như vậy, ta cảm thấy khả năng không lớn. Qua không biết bao lâu, mập mạp nói. Phòng ngự của hắn có thể xưng thứ nhất, phòng ngự lợi hại như thế, ở trong lôi đình cũng không có tự tin sống sót, huống chi đối phương. Đúng vậy, chuẩn bị một chút đi, nếu như lôi kiếp tiếp tục công kích, chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng huyết mạch, nghĩ biện pháp tiêu diệt. Người lùn nói. Chỉ có thể như vậy. Mọi người đồng thời gật đầu. Lôi kiếp là rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng có át chủ bài, chỉ cần thi triển ra. Tiêu diệt cũng không phải không có khả năng, chỉ là làm như vậy, thân thể sẽ tổn thương rất nặng, chậm trễ sự tình phía sau. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không làm như vậy. Chương 2540, lôi kiếp chạy trốn 1. Răng rắc, vừa tiến vào tầng mây, một tia chớp liền bổ tới, Trương Huyền phát động chân khí trong cơ thể nghênh đón. Phốc, máu tươi phun ra, giống như mấy người khác, tóc nổ lên, cả người bốc khói. Lôi đình đã bị mấy người Bích Hồng Âm chơi hỏng, vượt ra phạm vi hiện tại hắn có thể tiếp nhận, cho dù xông vào trong, không có tập hợp ra lực lượng lớn nhất, cũng không phải hắn có thể chống lại. Kiếm ý phòng ngự. Biết tiếp tục nữa, cho dù có thiên đạo chân khí khôi phục, cũng không đuổi kịp tốc độ của lôi điện, nhướng mày, Trương Huyền chỉ vào không trung. Xì xì xì. Vô số đạo kiếm khí từ trong huyệt đạo phun ra, tạo thành một vòng phòng hộ to lớn. Không thể không nói. Lưu thủy kiếm quyết quả thực rất cường đại, thi triển kiếm thuật tựa như mai rùa, nước tát không lọt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Điện mang không ngừng đánh vào phía trên, chấn khóe miệng Trương Huyền phát xanh, khuôn mặt trắng bệch. Kiếm quyết có khả năng chặn lại lôi điện, nhưng uy lực quá mạnh, không kiên trì được bao lâu. Ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng. Thật giống như dù che mưa, có thể chặn lại mưa rào, nhưng mưa đá liền vô dụng. Lưu thủy kiếm quyết, phòng ngự vô địch. Nhưng thực lực của hắn bây giờ, coi như có khả năng ngăn cản một hồi, lại không kiên trì được bao lâu. Nhiều nhất hơn 10 hô hấp, kiếm khí chung quanh sẽ sụp đổ, lần nữa đối mặt điện mang. Chỉ có thể giống như vừa rồi, mau chóng tăng thực lực lên. Hít sâu một hơi, cũng không do dự,
phù hồn của Trương Huyền nhảy một cái, từ trong mi tâm bay ra. Không giống lần đột phá ở Sơn Môn, lần này trực tiếp chui vào mây đen, người ngoài không nhìn thấy, bởi vậy có thể không chút kiêng kỵ sử dụng toàn bộ năng lực. Tu luyện. Thân thể sớm đã đạt tới cảnh giới vô niệm vô tưởng, có thể tự chủ tu luyện, giờ phút này đã nhận được công pháp phù hồn, hai bên đồng thời tiến hành, có thể tiến bộ nhanh hơn một chút. Xì xì xì. Hấp thu ngọc chân linh dịch cùng linh nguyên đan, chân khí dựa theo phương thức thiên đạo kim thân nhanh chóng vận chuyển, thân thể mắt trần có thể thấy tiến bộ, từng tầng da chết từ trên thân thể bong ra, tựa như ve sầu thoát xác. Thân thể đạt tới cảnh giới hiện tại, muốn tiến bộ một chút cũng khó, dung nham thiêu đốt, hàn băng rèn luyện. Không ít đều đã không có tác dụng. Trong bí tịch người béo cho, có một quyển do tiền bối luyện thể quan sát ve sầu thoát xác, nảy sinh ý nghĩ bất chợt sáng lập ra. Để cho người ta giống như kim thiền, lột xuống từng tầng cơ bắp cũ, da chết, mỗi lột một tầng, thân thể liền tăng cường một phút, dần già trở nên cực kỳ cường đại. Thiên đạo công pháp của Trương Huyền, chính là lấy bản này làm chủ, ngưng luyện ra pháp quyết càng thêm ảo diệu cao thâm, nương theo làn da thuế biến càng ngày càng nhiều, da thịt cả người thoạt nhìn càng ngày càng tươi non, như hài nhi, trên thực tế lại càng ngày càng chắc chắn, từ cấp bậc thánh khí trung phẩm dần dần kéo lên. Thân thể nhanh chóng tiến bộ. Vu hồn cũng nắm chặt ngọc mạch linh tủy điên cuồng hấp thu. Thiên đạo vu hồn, từ hóa phàm cảnh liền bắt đầu tu luyện, xe nhẹ đường quen, công pháp xuất khiếu cảnh chảy xuôi, linh khí tựa như vòng xoáy chui vào huyệt vị của hồn thể, để nó càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm. Thời gian nháy mắt, vu hồn đã đột phá nửa bước xuất khiếu, ngay sau đó xuất khiếu sơ kỳ. Bất quá thời gian không dài, lực lượng của ngọc chân linh dịch, linh nguyên đan cùng ngọc mạch linh tủy tiêu hao hầu như không còn. Dù đám người Lạc Huyền Thanh đưa không ít vật, nhưng thân thể cùng vu hồn đồng thời tiến bộ, yêu cầu linh khí quá nhiều, ba loại vật phẩm này, căn bản không đủ để hắn tân cấp đến đỉnh phong. Kiếm mang không chịu nổi. Nhà dột còn gặp mưa, không chỉ đồ vật tiêu hao sạch sẽ, kiếm mang bảo vệ ở bốn phía lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phân thân, ra ngoài chặn lôi kiếp, thay ta tranh thủ thời gian. Biết lôi điện đánh tới, lại không cách nào nhanh chóng tân cấp, Trương Huyền phân phó. Phân thân cùng hắn là cùng một người, không giống pháp bảo, coi như thả ra cũng sẽ không để lôi kiếp tăng thêm lực lượng. Một chút lôi kiếp mà thôi, xem người bị dọa thành bộ dáng gì kìa. Đưa ta công pháp vu hồn. Phân thân xuất hiện ở trước mắt, vẻ mặt cao ngạo, hừ lạnh một tiếng, phá tan kiếm mang, nhảy vào lôi hải trước mắt. Răng rắc, hắn vừa xuất hiện, lôi điện lập tức tuôn ra, phân thân không sợ chút nào, duỗi lưng, bàn tay chảo một cái. Lấy ra một cái khăn mặt, bắt đầu kỳ lưng. Lôi điện bị khăn mặt thoa đều đặn, chạy ở bên ngoài thân đối phương, khí tức của phân thân cùng vu hồn, mắt trần có thể thấy nhanh chóng tăng lên. Cái này, da mặt Trương Huyền co lại, buồn bực sắp hộc máu. Trước Sơn Môn, vu hồn của hắn mượn nhờ lôi điện tắm rửa, không nghĩ tới để người này học được. Hắn có thể chịu được, ta cũng có thể, có lẽ mượn nhờ lôi điện rèn luyện, vu hồn cùng thân thể đều có thể tiến bộ rất lớn. Thấy phân thân vừa kỳ cọ tắm rửa, vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua, hình như đang cười nhạo mình, Trương Huyền cắn chặt hàm răng. Hiện tại trong tay không có linh khí thích hợp, lại bị nhiều lôi điện như vậy bao quanh, không nghĩ biện pháp, làm không cẩn thận sẽ chết ở trong đó. Phân thân chui vào lôi điện một chút việc cũng không có, mọi người đồng căn đồng nguyên, không tin hắn lại không sánh bằng. Phu hồn lần nữa trở lại thân thể, hủy bỏ kiếm mang, lần này không có trốn tránh. Mà Huyền phù tại nguyên chỗ, tùy ý lôi điện đánh tới. Phốc! Trương Huyền phun ra máu tươi, dòng điện to lớn để thân thể của hắn cứng ngắc. Thiên đạo chân khí có thể mô phỏng tất cả đồ vật, nếu như chân khí mô phỏng theo thuộc tính lôi điện, sẽ như thế nào? Trong lòng Trương Huyền đột nhiên máy động. Thiên đạo chân khí ngay cả sát lục chân khí của dị linh tộc nhân cũng có thể mô phỏng, chân khí thuộc tính lôi điện hẳn cũng có thể, một khi thành công, có lẽ có thể chống cự lôi đình xung kích. Tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận cảm ngộ lực lượng lôi đình, chân khí trong cơ thể nhẹ nhàng xoay chuyển, quả nhiên xuất hiện thuộc tính lôi điện. Răng rắc, vừa mới chuyển biến chân khí xong, lần nữa có lôi điện đánh tới, mặc dù vẫn có chút khó chịu, nhưng tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Quá tốt rồi. Mắt Trương Huyền sáng lên, kích động đến thân thể run rẩy. Vừa rồi chỉ là một ý niệm, không nghĩ tới quả nhiên có thể thực hiện. Chân khí chuyển hóa thành thuộc tính lôi điện. Khẳng định cũng có thể hấp thu lôi điện, tăng cao tu vi. Một cái ý nghĩ lần nữa xông ra.
Chương 2541, lôi kiếp chạy trốn 2. Trần Nhạc Giao tu luyện công pháp âm hàn, có thể hấp thu hàn băng linh dịch tiến hành tu luyện, công pháp hỏa thuộc tính, hấp thu hỏa diễm hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Giờ phút này chân khí chuyển hóa thành thuộc tính lôi điện, cũng có thể xem như linh thạch hấp thu không. Từ đó để thực lực tăng nhiều. Lúc trước ở Khâu Ngô Cung, phù hồn hấp thu qua lực lượng lôi điện, dù đó là lôi điện do trận pháp sinh ra, kém thiên địa lôi kiếp không biết bao nhiêu lần, nhưng khẳng định có cùng tính chất. Thử một chút. Biết hấp thu lôi điện vào trong cơ thể vô cùng nguy hiểm, Trương Huyền hít sâu một hơi, bàn tay bắn ra. Lần nữa thi triển lưu thủy kiếm quyết bảo vệ bản thân, tinh thần khẽ động, trừ lại một cái khe, để một tia thiểm điện chui vào. Ầm ầm. Điện mang chui vào trong cơ thể, lập tức không cách nào khống chế, không ngừng va chạm, thời gian nháy mắt đã xé rách kinh mạch. Lôi điện cuồng bạo, cho dù có chân khí thuộc tính lôi điện, cũng rất khó khống chế, nếu không người tu luyện công pháp thuộc tính lôi điện, đã sớm danh chấn đại lục, chứ không đến mức hiện tại chưa từng nghe qua nha. Chân khí dung hợp. Sớm đoán sẽ xuất hiện loại tình huống này, Trương Huyền cũng không vội vã, nhướng mày, thiên đạo chân khí nghênh đón. Lúc này chân khí đã nắm giữ thuộc tính lôi đình, cả hai va chạm, nhất thời dung hợp lại, trở nên càng thêm tinh thuần. Quả nhiên có thể. Trương Huyền hưng phấn lên. Đã có thể thực hiện, như vậy những lôi điện này liền có thể thay thế linh khí, để hắn nhanh chóng tiến bộ. Không chần chừ nữa, thu hồi kiếm quang bảo vệ, huyệt đạo toàn thân Trương Huyền đồng thời mở ra. Thời gian nháy mắt, lôi đình liền bị nuốt hết. Từng đạo lôi điện thô to chạy ở trong người, Trương Huyền liều mạng hấp thu. Phu hồn rất nhanh đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tiếp tục kéo lên, thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chuẩn bị xong chưa? Lạc Huyền Thanh mở miệng. Đám người Bích Hồng Âm đồng thời gật đầu. Dù lôi đình trước mắt rất cường đại, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác, cũng không thể trơ mắt nhìn Trương Huyền bị tươi sống đánh chết, hài cốt không còn. Cho nên thương nghị một lát, bọn họ ý định xông vào cứu người, đồng thời dùng ra chiêu số mạnh nhất, triệt để hủy đi lôi vân. Nếu như có thể thành công, sẽ giải quyết nguy cơ, không thành công, cùng một chỗ đối kháng cũng tốt hơn một người đơn độc chống lại nha. Vậy thì bắt đầu đi. Lạc Huyền Thanh lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đang định hô hiệu lệnh, cùng một chỗ tiến vào, liền nghe một thanh âm kinh ngạc vang lên. Trước không vội, hình như có chút không đúng. Nói chuyện chính là người lùn, hai mắt nhìn về phía bầu trời, giống như là muốn nhìn thấu lôi kiếp. Không đúng. Lạc Huyền Thanh nhíu mày. Có ý tứ gì? Những người khác cũng nhìn qua. Các ngươi nhìn kỹ, tại sao ta cảm giác lôi vân đang di động? Người lùn nói. Di động. Đám người nghi ngờ nhìn qua, quả nhiên thấy mây đen đầy trời không ngừng lay động, đã trách qua một bên. Một khi lôi kiếp hạ xuống, người trừ khi độ kiếp chạy trốn, tình huống bình thường là sẽ không động. Bích Hồng Âm nhíu mày. Lôi kiếp là thiên kiếp. Chỉ cần người độ kiếp không trốn, cơ bản sẽ không chạy loạn, giờ phút này Trương Huyền ở trong sấm sét, chắc chắn sẽ không chạy loạn, nhưng vì sao mây đen lại động? Mọi người khó hiểu, đám mây đã triệt để rời khỏi đỉnh đầu bọn họ, một thân ảnh lộ ra, chính là Trương Huyền. Hắn không có việc gì chứ? Thấy thân ảnh của thanh niên xuất hiện, cũng không giống như tưởng tượng bị đánh thành bụi phấn, ánh mắt mọi người sáng lên, đang định gọi, bảo nhanh lên hắn đi xuống, liền thấy gia hỏa ở trên không mở mắt. Giận dữ quát. Đừng chạy. Ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, lần nữa lao vào mây đen. Đùng đùng. Thanh âm điện mang va chạm liên tiếp, sau đó mây đen lại trách đi, thân ảnh của đối phương lộ ra lần nữa. Chạy đi đâu? Trương Huyền hét lớn, lại vọt tới. Hô hô hô. Lần này hắn bay nhanh, mây đen chạy nhanh hơn, giống như thấy được vật gì đáng sợ, thời gian nháy mắt đã vọt ra ngoài. Ngươi. Trương Huyền sắp thức điên, nhanh chóng đuổi theo. Lôi đình cảm ứng được có người độ kiếp sẽ xuất hiện, nói rõ tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi tưởng tượng, đuổi theo, liền biến mất ở chân trời, không nhìn thấy bóng dáng nữa. Cái này, lôi kiếp bị dọa chạy. Từ trước đến giờ đều là lôi kiếp đuổi theo người, hắn đuổi theo lôi kiếp chạy trối chết. Đám người Lạc Huyền Thanh, Bích Hồng Âm, hai mặt nhìn nhau, từng cái bứt tóc, vẻ mặt như gặp quỷ. Chương 2542, Tầm Bảo Sư 1. Đáng tiếc, nhìn thấy lôi đình bị dọa đến chạy trốn, Trương Huyền tiếc hận. Thiên đạo chân khí chuyển hóa thành thuộc tính lôi điện, quả nhiên có khả năng hấp thu lôi điện, để tu vi tăng vọt. Phân thân nhìn thấy hắn thu rất vui vẻ, cũng bắt đầu hấp thu,
Kết quả là xuất hiện một màn ở trước mắt mọi người, lôi kiếp bị hấp thu đến sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Độ lôi kiếp, độ đến lôi kiếp chạy trốn, suy nghĩ một chút cũng cảm giác choáng váng. Bất quá coi như thứ này không có trí tuệ, nhưng có khả năng căn cứ tu vi của người trở nên càng thêm cường đại, khẳng định cũng có năng lực su cắt tỷ hung, thấy mình và phân thân hấp thu càng ngày càng hung ác, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Thiên đạo vu hồn chỉ đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, còn chưa tới đỉnh phong, thiên đạo kim thân còn không có luyện qua, thân thể nhiều nhất chỉ tương đương thánh khí nửa bước thượng phẩm. Thần thức quét một lần, Trương Huyền lắc đầu. Lúc đầu nghĩ, lôi kiếp lớn như thế, đủ để thân thể linh hồn của hắn đều đạt tới đỉnh phong, làm sao cũng không nghĩ đến, chạy quá nhanh, đuổi cũng đuổi không kịp. Mặc dù như thế, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít, hiện tại coi như không sử dụng linh hư tam kiếm, cũng có thể chiến một trận với thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Thậm chí ngay cả nửa bước nhập hư cảnh cũng không sợ hãi chút nào. Sau khi tiếc hận, đối với thực lực cũng có nhận biết rõ ràng, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Lần này đi ra, tu vi chân khí đột phá đến thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh đỉnh phong, vu hồn đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, thân thể có thể so với thánh khí nửa bước thượng phẩm. Ba cái điệp ra, sức chiến đấu sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Trước kia không cần linh hư tam kiếm, là không thể thông qua thông đạo chữ giáp, nhưng bây giờ khôi lỗi kia, một ngón tay cũng có thể nghiền nát, không có chút năng lực phản kháng nào. Thậm chí đứng tại chỗ để đối phương không ngừng công kích, cũng sẽ không bị thương chút nào. Đương nhiên, nếu như sử dụng linh hư kiếm cùng linh hư tam kiếm, thánh vực thất trọng trung kỳ cũng có thể chiến một trận. Lần nữa đối mặt Lạc Huyền Thanh, coi như vẫn không địch lại, cũng không giống như trước đó, không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Ta nghỉ ngơi trước, lần sau lại có chuyện tốt như lôi kiếp, nói cho ta biết một tiếng, ta lại tới. Thanh âm của phân thân vang lên ở trong đầu, biết đuổi không kịp lôi kiếp, vì phòng ngừa đám người phát hiện, Trương Huyền thu hồi phân thân vào thiên nghĩ phong xào. Ừm, Trương Huyền gật đầu lên tiếng. Lần này độ kiếp, hấp thu vô số lôi đình, thực lực bản tôn tăng cao, phân thân lấy được chỗ tốt dường như lớn hơn. Bản thân hắn vốn do cửu thiên liên thai luyện chế thành, lôi đình không cách nào tiêu diệt, hấp thu nhiều lôi điện như vậy, nhất cử nhất động đều sẽ ẩn chứa lực lượng sấm sét to lớn, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Mặc dù không có giao thủ, nhưng cũng biết, giờ phút này hắn vẫn không phải đối thủ. Người khác đều cảm thấy hắn thiên phú không tồi, trên thực tế hắn lại là cái đánh không lại đồ đệ, đánh không lại thuộc hạ, đánh không lại bạn gái. Thậm chí ngay cả phân thân cũng đánh không lại. Vừa nghĩ tới đó, liền vô cùng đau lòng, cảm thấy tu luyện lâu như vậy đều uổng phí. Ngươi, không sao chứ? Trở lại trước mặt đám người Lạc Huyền Thanh, chỉ thấy mọi người giống như nhìn quái vật. Không có việc gì. Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt phẫn hận. Nếu không phải lôi vân kia chạy nhanh, nhất định sẽ để nó đẹp mắt. Mọi người, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị này bằng hữu một chút. Biết lại nói sự tình này sẽ càng khó chịu hơn, Lạc Huyền Thanh chỉ mấy người. Bích Hồng Âm ngươi đã biết, nàng là thiên tài siêu cấp từ tổng bộ của Ma Âm công hội tới. Vị béo huynh này là thiên tài của thánh nhân Viên Gia, Viên Hiểu. Vị cuối cùng là thiên tài của thánh nhân Vân Gia, Vân Liên Hải. Trương Huyền gặp qua chư vị. Trương Huyền ôm quyền, tràn đầy khiếp sợ. Quả nhiên người tụ theo bầy, nắm giữ thân phận gì, sẽ có bằng hữu thân phận ấy. Thánh nhân Viên Gia, tổng bộ Ma Âm công hội. Dù trước đó chưa từng nghe qua thánh nhân Vân Gia, nhưng có thể ở cùng một chỗ, địa vị tất nhiên không thấp. Trương Huyền Trương Sư, là ta ở hôm qua khảo hạch trận pháp sư nhận biết, trải qua chuyện vừa rồi, chắc hẳn chư vị đã công nhận. Giới thiệu xong, Lạc Huyền Thanh nói. Đó là tự nhiên. Mọi người đồng thời gật đầu. Không chỉ đánh nát trận bàn của Bích Hồng Âm, càng đuổi theo lôi kiếp chạy loạn. Mặc dù không biết dùng bí pháp gì, nhưng chỉ bằng vào loại năng lực này, đã để người tôn kính, không dám có bất kỳ coi thường. Đại, Lạc Huynh, người gọi ta tới, rốt cuộc là muốn làm gì? Thấy mọi người công nhận, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Hắn đang báo danh ở lớp tinh anh, liền bị đối phương mang tới, sau đó trải qua nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ còn không biết muốn làm gì. Đoạn thời gian trước, ta phát hiện một bảo địa, trong đó. Sinh trưởng động hư hồ lô. Vung tay lên, Lạc Huyền Thanh phong tỏa không gian bốn phía, để ngoại nhân không cách nào dò xét, hạ giọng nói. Động hư hồ lô. Trương Huyền cau mày. Thứ này, dù kiến thức của hắn rộng rãi, cũng chưa từng nghe qua. Động hư hồ lô là một loại bảo vật do thiên địa sinh ra, lấy địa mạch làm dây leo,
hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả. Một địa mạch, nhiều nhất chỉ có thể kết ra một quả, cực kỳ chân quý. Nếu như luyện hóa, hòa tan vào thân thể, có thể để cho tỷ lệ đột phá thánh vực bát trọng tăng thêm ít nhất 5 thành. Lạc Huyền Thanh nói, 5 thành, con mắt Trương Huyền trợn tròn. Chương 2543, tầm bảo sư 2. Tu luyện tới thánh vực ngũ trọng, dù bảo vật có tác dụng, cũng đã không lớn, càng nhiều cần tinh thần cảm ngộ thiên địa, lý giải không gian. Vật phẩm bình thường, có thể tăng thêm 1-2 thành, liền khiến vô số người động tâm. 5 thành, quả thực khó tin. Đúng vậy, có điều chỗ kia quá mức nguy hiểm, ta một người không cách nào thành công, bởi vậy tìm bọn họ, chỉ cần được, sẽ cho các người đầy đủ thù lao. Ánh mắt Lạc Huyền Thanh lóe lên. Động hư hồ lô, dính dáng đột phá thánh vực bát trọng, nhất định phải lấy được, tuyệt sẽ không chùn tay. Trương Huyền giờ mới hiểu được, vốn cho rằng là mấy người hẹn nhau tiến hành một loại thí luyện nào đó, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, mà là Lạc Huyền Thanh mời bọn họ, giúp hắn lấy bảo vật. Chỗ kia có trận pháp rất lợi hại. Thực lực của hắn, cùng mấy người cách biệt quá xa, dựa theo tình huống bình thường, là căn bản không có cơ hội, có thể được mời, hiển nhiên là bởi vì trình độ trận pháp cực mạnh. Có một trận pháp cấp 8 đỉnh phong, không biết người nào bố trí, ta đi qua 2 lần cũng không có thành công. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Lạc gia là gia tộc đỉnh tiêm của đại lục, cao thủ trận pháp hẳn rất nhiều nha. Tìm vài người giúp phá trận, không phải đơn giản sao? Trương Huyền khó hiểu. Lấy địa vị cùng thực lực của Lạc gia, đừng nói một trận pháp cấp 8 đỉnh phong, coi như cấp 9, cũng khẳng định có thể tìm người phá giải, cần gì tìm mình. Không có đơn giản như vậy. Ta đi nơi này, có phong cấm đặc thù hạn chế, một khi tuổi tác vượt qua 40, tu vi vượt qua thánh vực bát trọng, liền không cách nào đi vào. Cưỡng ép xung kích mà nói, làm không cẩn thận sẽ sụp đổ, thứ gì cũng không chiếm được. Lạc Huyền Thanh cười khổ nói. Còn có loại hạn chế này. Trương Huyền sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì. Chẳng lẽ, đây là người lưu lại di tích, không phải tự nhiên hình thành. Vừa rồi đối phương nói. Còn tưởng rằng là tự nhiên hình thành, có trận pháp cùng cấm chế, rõ ràng không phải. Tự nhiên là vậy, dù động hư hồ lô tự nhiên cũng có thể hình thành, nhưng một khi nở hoa, khí tức tiết lộ, liền bị người phát hiện, căn bản không đợi đến lúc hoàn thiện. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Cũng phải. Trương Huyền gật đầu. Thiên địa sinh ra bảo vật, từng cái vô cùng chân quý, không có trận pháp thủ hộ, làm sao có thể đến phiên bọn họ. Sự tình chính là như vậy. Hiện tại ta mời ngươi đi cùng, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ lấy một viên linh thạch tuyệt phẩm cùng một thánh khí nửa bước thượng phẩm xem như thù lao. Lạc Huyền Thanh nói. Linh thạch tuyệt phẩm. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Không nói trước đối phương là anh vợ, giữa hai người có quan hệ thân thích, coi như chỉ vì linh thạch tuyệt phẩm, cũng khẳng định sẽ đáp ứng. Hiện tại hắn thiếu nhất là thứ này, có thể có được một viên, liền không cần tiếp tục lo lắng vấn đề linh khí không đủ, thực lực tăng vọt. Xung kích thánh vực lục trọng, thất trọng đều không thành vấn đề. Không sai, bất quá hiện tại ta không có thứ này, đã xin gia tộc, chúng ta mang động hư hồ lô về, hẳn là có thể cầm tới rồi. Lạc Huyền Thanh nói tiếp. Tốt, ta đáp ứng. Không có quá nhiều chần chừ, Trương Huyền gật đầu đồng ý. Linh thạch tuyệt phẩm, không dung hắn cự tuyệt, còn có một khía cạnh khác, cùng một chỗ tầm bảo, có thể nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần giải quyết vị anh vợ này. Để hắn mang theo đi gặp Nhược Hy, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, căn cứ kinh nghiệm lần trước, người này là cái muội khống, quan hệ không tới, ngàn vạn lần không thể nói ra sự tình của Lạc Nhược Hy, nếu không bị đánh một trận, thật sự là không đáng. Lại nói, người đã mang tới, cơ mật như vậy, không đi cũng phải đi a hát. Nếu không tin tức tiết lộ, coi như không phải hắn nói, cũng khó tránh tội lỗi. Vậy là tốt rồi, thực lực ngươi yếu nhất. Có điều không cần lo lắng, theo sát ta là được, đến lúc đó gặp phải trận pháp khó phá giải, ngươi lại ra tay. Thấy hắn đồng ý, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn ở Thánh Tử Điện rất huy phong, nhưng không có quá nhiều bằng hữu, cũng nhận biết mấy gia hỏa trận pháp lợi hại, lại không dám tiết lộ sự tình động hư hồ lô. Dù sao, thứ này đối thánh vực thất trọng lực hấp dẫn quá lớn. Ngộ nhỡ làm áo cưới cho người ta liền phiền toái. Trương Huyền này, trận pháp mạnh mẽ. Thực lực lại không mạnh, đối với hắn mà nói, lại càng dễ điều khiển, cho nên mới nghĩ đến. Trương Huyền gật đầu. Hắn dùng ra tất cả thủ đoạn, không kém đám người này bao nhiêu,
nhưng có thể khiêm tốn thì nên khiêm tốn một chút. Nếu không át chủ bài ra hết, uy phong là uy phong, những người khác có phòng bị, đối với bản thân hắn mà nói, ngược lại sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Huống chi át chủ bài lợi hại nhất của hắn, cơ bản đều không coi là gì. Ngoan nhân, phân thân. Đã cùng một chỗ, ta giới thiệu cho ngươi năng lực của ba người bọn hắn một chút, mọi người cũng có thể phối hợp tốt hơn. Lạc Huyền Thanh nói tiếp. Bích Hồng Âm am hiểu ma âm cùng trận pháp, ngươi vừa rồi đã lĩnh hội, không cần nhiều lời, Viên Hiểu phòng ngự vô địch, có thể xưng khiên thịt. Còn, Vân Liên Hải, thực lực của hắn, dù không bằng ba người chúng ta, lại là thánh nhân Vân Gia, am hiểu tầm bảo, được ngoại nhân xưng là tầm bảo sư. Tầm bảo sư. Trương Huyền sửng sốt. Còn có loại nghề nghiệp này. Chương 2544, Trương gia bí văn thượng. 1. Không sai, sau khi bọn họ vận dụng lực lượng huyết mạch, sẽ có cảm ứng đặc thù với bảo vật, cho dù có trận pháp che giấu, cũng có thể phát giác. Lạc Huyền Thanh gật đầu, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Nguyên nhân chính là như vậy, nên tuy Vân gia chỉ là gia tộc nhị đẳng, địa vị lại không kém Thủy gia, Mộc gia. Tu sĩ muốn tiến bộ, bảo bối tuyệt đối không thể thiếu hụt, giữa thiên địa, ẩn chứa không biết bao nhiêu bảo tàng, di tích, đều bị người dùng thủ pháp che giấu. Xuyên thấu qua trận pháp, có chỗ phát giác, chỉ là năng lực này, đã làm cho vô số người hâm mộ. Đây là, chức nghiệp đặc thù. Trương Huyền tò mò. Tự nhiên không phải, bọn họ là mượn nhờ lực lượng huyết mạch tìm kiếm, không cách nào phát triển. Lạc Huyền Thanh cười nói. A hát. Trương Huyền giật mình. Năm đó Khổng Sư xác định chức nghiệp đặc thù, có khả năng làm được hai điểm, mới có tư cách xác nhận, thứ nhất, có khả năng hình thành hệ thống, hoàn mỹ truyền thừa. Thứ hai có khả năng phát triển trong phạm vi lớn, người bình thường cũng có thể học tập. Người trồng thuốc, phù hợp điều kiện thứ hai, người bình thường cũng có thể học tập, nhưng truyền thừa không đồng nhất, không cách nào hình thành hệ thống, Vân gia, nắm giữ hệ thống, nhưng mà dựa vào là huyết mạch, người bình thường không cách nào học tập, cho nên... cũng không thể gọi là chức nghiệp đặc thù. Xem ra không có cách nào học tập a. Trương Huyền lắc đầu, không chịu được có chút tiếc hận. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất là bảo vật, nếu như có thể có loại bản lĩnh này, tầm bảo bốn phía, tuyệt đối sẽ có phát hiện cực lớn. Bất quá, đã không phải chức nghiệp đặc thù, vậy liền không có cách nào học tập. Thiên đạo thư viện ngưng tụ thư tịch, là bởi vì người bình thường có khả năng học tập, lực lượng huyết mạch, là không học được. Đúng vậy. Nếu như là chức nghiệp đặc thù, khẳng định đông như chảy hội, vô số người muốn học tập. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Lại giải thích một hồi, Trương Huyền đã rõ ràng năng lực của mọi người. Vì anh vợ này, là cường giả thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong, ba người còn lại, Bích Hồng Âm thực lực cao nhất, đạt đến nhập hư cảnh hậu kỳ, người béo thoạt nhìn phòng ngự không tệ, sức chiến đấu lại rất yếu, khả năng ngay cả Vân Liên Hải cũng chưa chắc đánh thắng được, chẳng qua cộng thêm lực lượng thân thể. Thì xem như Lạc Huyền Thanh muốn thắng cũng không dễ dàng. Đã quyết định, vậy liền lên đường đi. Giải thích xong, tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nên không chần chừ, đồng loạt rơi vào trên lưng thất thải thiên hạc, một tiếng kêu to sắc nhọn vang lên, thiên hạc hóa thành lưu quang bảy màu bay về phía chân trời. Tốc độ của thiên hạc cực nhanh, trên lưng không có cơ cấu phòng hộ, thực lực đám người Lạc Huyền Thanh mạnh mẽ, không bị cương phong ảnh hưởng. Nhưng nhìn thấy Trương Huyền đứng ở phía trên cũng có thể vững như bàn thạch, tất cả đều âm thầm kinh hãi. Cho dù tạm thời đột phá, đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính cũng kém mọi người rất lớn, có thể làm được điểm ấy, thiên phú và thực lực đều cực kỳ bất phàm. Trương Huynh lĩnh ngộ trận pháp cao minh như thế, thực lực càng không yếu, sông sơn môn khảo hạch, thành tích hẳn không tệ a. Vân Liên Hải cười nhìn qua. Những người khác cũng tò mò. Lấy thực lực của bọn họ. Sớm đã không chú ý tân sinh nhập môn, ra hỏa trước mắt này, mặc dù ở sơn môn huyên náo động tĩnh lớn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại không nghe thấy gì. Còn tạm được. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Xếp hạng thứ 50, vừa vặn đi vào lớp tinh anh. 50. Vân Liên Hải sững sờ. Khóa này nhập môn có những ai, lại lợi hại như vậy. Vị trước mắt này, chỉ bằng vào trình độ trên trận pháp, dựa theo năm trước khảo hạch. Tiến vào ba hạng đầu không có vấn đề gì, sao mới? 50. Cái hạng này, hơi không cẩn thận, liền có thể bị quét xuống. Khóa này quả thực có mấy gia hỏa thiên tư không kém. Trương Huyền vẫn chưa trả lời, Lạc Huyền Thanh mở miệng. Trương gia Trương Hủ, người hẳn là nghe qua, là khóa này của bọn họ. Trương Hủ, gia hỏa huyết mạch địa cấp kia, người này,
ta đã từng thấy qua một lần, quả thực rất lợi hại, thời gian đầy đủ, thành tựu thậm chí không kém ngươi. Vân Liên Hải nhìn không được khen ngợi. Hừ, Lạc Huyền Thanh hừ một tiếng, tựa hồ có chút không vui. Ngươi cũng đừng tức giận, ta biết ngươi khó chịu với Trương gia, nhưng mà những năm này, huyết mạch Trương gia một cái tinh thuần hơn một cái, thiên tài lớp lớp, nếu như Lạc gia không có tiểu công chúa Hoành Không xuất thế, chỉ sợ sẽ bị vượt lên. Vân Liên Hải nói. Nói đến tiểu công chúa, trong mắt của hắn mang theo tôn sùng. Vân huynh, ngươi nói tiểu công chúa, là vị thiên tài vô song luyện hóa Tĩnh Không Châu trong truyền thuyết kia. Nắm đấm siết chặt, Trương Huyền giả bộ điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Không sai, chính là muội muội của Huyền Thanh. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Vân Liên Hải không để ý sắc mặt tái mét của Lạc Huyền Thanh, tràn đầy bát quái nhìn qua. Đúng rồi, Huyền Thanh, nghe nói muội muội của ngươi còn chưa ra đời liền gả cho tên tiểu thiên tài kia của Trương gia, không biết vị thiên tài kia có phải thật giống như trong truyền thuyết hay không. Im miệng. Lạc Huyền Thanh híp mắt, mang theo lửa giận. Ta nói qua, đừng nhắc việc này, ai nhắc, ta liền giết kẻ đó. Nhắc hay không, đây đều là sự thật, gia tộc làm ra quyết định, ngươi không cải biến được. Viên Hiểu mở miệng. Chương 2545, Trương gia bí văn thượng. 2. Thân là hậu nhân Viên gia gần với tam đại gia tộc, chuyện này biết rất kỹ càng, biết gia hỏa trước mắt là sủng muội cuồng ma, không nguyện ý muội muội thông gia với người, sống không hạnh phúc, nhưng cũng biết, thân là hậu bối gia tộc, không có bất kỳ biện pháp nào. Làm ra quyết định này, nhất định là thông qua trưởng lão nghị sự, loại tình huống này, xem như gia chủ cũng không cách nào tùy tiện sửa đổi. Ta không cải biến được, nhưng vãn bối luận bàn vẫn có thể, nếu như tên kia bị ta gặp được, ta liền đánh hắn đến chủ động từ hôn. Mắt Lạc Huyền Thanh sáng lên, cắn răng nói. Đây là tội gì chứ? Vân Liên Hải cười khổ. Vị tiểu thiên tài kia, thật giống như trong truyền thuyết, huyết mạch tinh thuần tương đương muội muội của ngươi, như vậy ngươi cảm thấy mình có thể là đối thủ sao? Ta! Vẻ mặt Lạc Huyền Thanh đỏ lên. Dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng so với muội muội kém không phải một chút, tuy muội muội nhỏ hơn hắn 10 tuổi, nhưng vô luận tu vi hay thực lực, đều không phải là hắn có thể so sánh. Vị tiểu thiên tài kia thật giống như truyền ngôn, vậy mình quả thực không phải đối thủ. Đúng rồi, tên tiểu thiên tài kia của Trương gia, ta ngược lại nghe qua một bí văn, các ngươi có muốn nghe hay không? Bích Hồng Âm một mực không lên tiếng mở miệng. Bí văn. Đám người cùng một chỗ nhìn qua, Lạc Huyền Thanh cũng vểnh tai. 20 năm trước, lão sư ta từng được mời đi Trương gia làm khách, ban đêm một ngày nọ, đột nhiên bị Trương gia gia chủ mời qua cứu người. Bích Hồng Âm nhíu mày, giống như là đang nhớ lại sự tình lão sư nói cho nàng. Trương gia gia chủ, ngươi nói hẳn là Hưng Mộng Kiếm Thánh. Thần thái của Viên Hiểu ngưng trọng, nổi lòng tôn kính. Không sai, đúng là hắn. Bích Hồng Âm gật đầu. Lúc ấy, lão sư cảm thấy mình chỉ là ma âm sư, không am hiểu cứu người, vì sao lại mời nàng ra tay, thời điểm nhìn thấy bệnh nhân, rốt cuộc hiểu rõ. Sinh bệnh là một hài nhi, không biết là trúng độc hay chuyện gì xảy ra, linh hồn hết sức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Hưng Mộng Kiếm Thánh, hy vọng nàng có thể thi triển ma âm, giúp củng cố hồn phách, không đến mức tán loạn. Mọi người gật đầu. Ma âm có khả năng làm hồn siêu phách lạc, để cho tinh thần người ta sụp đổ, cũng có thể củng cố hồn phách, để cho người ta đột phá ràng buộc, tu vi đại tăng. Hài nhi không có tu luyện, thân thể nhỏ yếu, lại thêm linh hồn khó mà khống chế, dùng dược vật không quá phù hợp, loại tình huống này, ma âm sư quả thực càng thích hợp hơn y sư. Lão sư biết cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ, liền xuất thủ, có điều hiệu quả không quá rõ ràng, dù vậy kiếm thánh vẫn trả thù lao cực lớn, cảm tạ lão sư trợ giúp, sau đó lão sư được đưa ra ngoài, chuyện về sau thì không rõ rồi. Bích Hồng Âm nói tiếp. Ý của ngươi là nói, đứa bé năm đó được lão sư ngươi cứu kia, có thể là tiểu thiên tài của Trương gia. Viên Hiểu nhìn không được nói. Cụ thể có phải hay không, lão sư không biết, chỉ là thời gian có chút ăn khớp, hơn nữa lại là Hưng Mộng Kiếm Thánh tự mình mời. Bất quá, dựa theo tình huống bình thường, vị thiên tài này của Trương gia, ở trong mẫu thai liền được đo lường ra huyết mạch tinh thuần đến cực điểm, hẳn là được bảo vệ cực kỳ chu toàn, không có người có khả năng làm bị thương mới phải. Bích Hồng Âm nói. Lúc ấy lão sư không có suy nghĩ nhiều, về sau nghe nói vị tiểu thiên tài này của Trương gia một mực không xuất hiện, mới có chút nghi ngờ. Nếu như thật khỏe mạnh vô sự, như vậy một siêu cấp thiên tài,
làm sao có thể giấu giếm 20 năm ai cũng chưa thấy qua. Thậm chí ngay cả Thánh Tử Điện cũng không đến, nói không khiến người ta khó hiểu, đó là giả. Nếu thật là vị tiểu thiên tài kia mà nói, 20 năm trước, hẳn là vừa ra đời không bao lâu, liền bị người đánh trọng thương. Ngay cả linh hồn cũng biến mất, thương thế này quả thực rất nặng. Viên Hiểu cau mày. Bọn họ đều là tử đệ gia tộc, biết hậu bối nắm giữ huyết mạch tinh thuần được bảo vệ chu toàn đến cỡ nào, Trương gia mấy vạn năm mới xuất hiện một thiên tài huyết mạch có thể so với lão tổ như vậy, làm sao có thể vừa ra đời liền bị hạ độc thủ. Có phải là trong gia tộc tranh đấu hay không? Trương Huyền nhìn không được nói chen vào. Nếu như đối phương nói là thật, bệnh nặng chính là tiểu thiên tài Trương gia thì quá tốt rồi. Bệnh thành như vậy, tự nhiên không có khả năng cưới Lạc Nhược Hy, hắn cũng sẽ không bị động như vậy. Không có khả năng, thánh nhân quý tộc như Trương gia, cực kỳ chú trọng mặt mũi, tuyệt không khả năng có nội chiến phát sinh. Nói chuyện chính là Lạc Huyền Thanh. Thân là thiên tài Lạc gia, biết thánh nhân quý tộc không dung nội chiến. Không cho phép, không có nghĩa là không khả năng có A-H, ngộ nhớ vị trưởng lão nào ngấp nghé vị trí gia chủ, muốn cướp đoạt, cố ý đánh lén vị tiểu thiên tài kia thì sao? Trương Huyền não đại động mở. Bất kể nói thế nào, kiếp trước hắn cũng là nhân viên quản lý thư viện, nhìn qua không ít sách vở cùng chuyện xưa. Rất nhiều tranh đấu trong tộc đều viết như vậy. Ngươi không phải tử đệ gia tộc, không hiểu được quy củ của thánh nhân quý tộc. Ta có thể rõ ràng nói, tình huống ngươi mới vừa nói, là căn bản không có khả năng phát sinh. Lạc Huyền Thanh còn chưa mở miệng, Viên Hiểu liền lắc đầu. Không có khả năng phát sinh. Trương Huyền nháy con mắt. Quyền lợi để cho người ta mất phương hướng. Danh sư cửu tinh cũng không ngoại lệ, huống chi một vài trưởng lão gia tộc, vì sao không có khả năng phát sinh. Đây là kịch bản rất kinh điển nha. Nói gia tộc, người có khả năng không biết rõ, vậy ta hỏi ngươi. Thấy vẻ mặt hắn ngây thơ, Viên Hiểu nhìn lại. Thân là học viên Thánh Tử Điện, người biết điện chủ Thánh Tử Điện không? Chương 2546, Trương gia bí văn hạ. 1. Biết. Trương Huyền gật đầu. Không chỉ biết. Còn thành người ứng cử duy nhất. Thánh Tử Điện điện chủ, có tiêu chuẩn tuyển chọn riêng biệt, không đạt tới tư cách, không cách nào kế thừa, điểm ấy ngươi hẳn nghe nói qua. Viên Hiểu hỏi. Trương Huyền gật đầu. Thánh Tử Điện điện chủ, nhất định phải nắm giữ minh lý chi nhãn, hơn nữa thân là danh sư, làm người ngay thẳng thật thà, điệu thấp khiêm tốn, đức tính cao thượng, đẹp trai đa tài, người gặp người thích. Hắn tất cả đều phù hợp, mới được Khôi Thánh ban tặng lệnh bài đại biểu thân phận điện chủ. Không có những cái này, coi như thực lực mạnh hơn, thiên phú cao hơn cũng không thể nào. Gia chủ thánh nhân quý tộc, cũng đồng dạng như vậy. Nhất định phải là huyết mạch đạt tới cấp bậc nhất định mới có tư cách đi làm, cũng không phải thực lực ngươi mạnh, cướp đi đại quyền là có thể. Thật giống như Trương gia gia chủ hiện tại, Hưng Mộng Kiếm Thánh, trên thực tế chỉ là thay mặt gia chủ mà thôi. Gia chủ chân chính, là vị tiểu thiên tài kia, mấy ngàn năm qua, chỉ có hắn có huyết mạch đạt tới tư cách. Viên Hiểu nói, Lạc gia cũng giống như vậy, dù huyết mạch của Huyền Thanh huynh tinh thuần, nhưng vẫn không đủ tư cách làm gia chủ chân chính, là muội muội của hắn. Chỉ bất quá hiện tại tuổi tác quá nhỏ, tất cả đều do trưởng bối đại diện mà thôi. Trương Huyền hiểu được, tình huống giống như hắn. Dù Thánh Tử Điện có quyền điện chủ, trưởng quản công việc, nhưng chỉ cần mình phá giải phong ấn, sẽ trở thành điện chủ chân chính, ai cũng không cách nào đoạt quyền. Đây là quy củ do Khôi Thánh quyết định. Cũng là ý nghĩa chữ lễ mà Khổng Sư lưu lại, không người dám vi phạm. Nếu không, sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích, bị thoá mạ. Cho nên ngươi nói tộc nhân đoạt quyền đánh lén, là không thể nào. Huống chi, vị tiểu thiên tài này huyết mạch tinh thuần, một khi trưởng thành, toàn bộ Trương gia sẽ trở nên càng thêm cường đại, tộc nhân đều có thể được vẻ vang, lại có ai ngốc như vậy, hủy đi tiền đồ của mình. Viên Hiểu giải thích. Ây! Trương Huyền xấu hổ. Hắn cũng chỉ đoán bừa, không nghĩ tới thánh nhân quý tộc còn có nhiều quy củ như vậy. Nếu như đối phương nói không sai, người Trương gia đánh lén vị tiểu thiên tài kia khả năng quả thực không lớn. Cái bí văn này, chỉ là lão sư nói qua một lần, không thể xác nhận chính xác hay không, lại nói, đại gia tộc như Trương gia, người sinh ra trong một năm không có một vạn cũng ít nhất mấy ngàn, cũng có thể là con bạn bè của Hưng Mộng Kiếm Thánh. Bích Hồng Âm lắc đầu. Loại gia tộc như Trương gia, truyền thừa vài vạn năm, sớm đã giống như đế quốc, hạch tâm, chi nhánh đan sen chẳng chịt, nhân khẩu nhiều vô số kể, hậu bối ra đời cùng một năm, liền không biết bao nhiêu, đối phương không nói,
dù ai cũng không cách nào xác nhận cái kia chính là tiểu thiên tài. Dù sao siêu cấp thiên tài vạn năm không gặp, vừa ra đời không lâu liền trọng thương sắp chết. Đổi lại ai cũng cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Cũng phải. Đám người gật đầu. Được rồi, không thảo luận Trương gia nữa. Biết nói nhiều hơn nữa, cũng là bí ẩn không có đáp án, không cách nào xác nhận, Bích Hồng Âm ngẩng đầu nhìn qua. Lạc huynh, nghe nói tiểu công chúa trong khoảng thời gian này không ở Thánh Tử Điện, gần đây có trở về hay không? Nghe nàng hỏi, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng nhìn sang. Vốn có chút phản cảm vì Bích Hồng Âm vừa thấy mặt liền xuất thủ, giờ phút này hỏi ra lời này, để hắn tràn đầy cảm kích. Đã sớm trở về. Nói đến muội muội, Lạc Huyền Thanh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trở về, vậy là tốt rồi, chẳng biết lúc nào có cơ hội, mang ta tới xem một chút, cùng là học sinh nội viện, nhưng ta còn chưa bao giờ thấy qua vị thiên tài trong truyền thuyết này. Bích Hồng Âm nói, mặc dù tiểu công chúa đến Thánh Tử Điện 2 năm, cũng lưu lại vô số ghi chép, nhưng toàn bộ Thánh Tử Điện, người gặp qua nàng không có mấy cái. Chỉ là nghe nói, nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp vô song, có thể xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng cụ thể là bộ dáng gì, chỉ có thể suy đoán. Lần này nàng trở về, không biết ai đắc tội, chỉ biết vùi đầu khổ tu, ngay cả ta cũng không thấy. Huống chi người khác. Chương 2547, Trương gia bí văn hạ. 2. Lạc Huyền Thanh xua tay. Vùi đầu khổ tu, thực lực của nàng đã mạnh như vậy. Trong lòng Trương Huyền đau xót. Lúc trước ở Khâu Mô Cung, nữ hài đáp ứng làm bạn gái hắn, trần chờ rất lâu, hẳn là biết hôn ước không cách nào phản kháng, sợ hại mình. Dù vậy vẫn như cũ đáp ứng, chỉ sợ trong lòng đã có so đo, ý định mau chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới tình trạng có thể khống chế vận mệnh, mà không phải bị gia tộc trói buộc. Ngươi thật giống như rất để tâm muội muội ta nha. Lạc Huyền Thanh quay đầu nhìn qua, mắt híp lại. Vừa rồi tâm tình của Trương Huyền chập chờn quá lớn, không có khống chế, bị đối phương nhìn ra. Ta, Trương Huyền vừa định mở miệng nói, muội muội của ngươi đã đáp ứng làm bạn gái ta, lời đến khóe miệng thì ngừng lại. Không nói trước nói ra đối phương có tin hay không, coi như tin, một khi tin tức truyền ra, mình khẳng định sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Vị hôn thê của tiểu thiên tài Trương gia, thích một tán tu từ địa phương nhỏ tới. Tất nhiên sẽ gây ra nổ tung, rước lấy rất nhiều phiền phức, làm không cẩn thận, còn có thể mang đến cho Lạc Nhược Hy phiền não càng lớn. Hiện tại nàng cố gắng tu luyện, là vì tương lai cùng mình ở chung một chỗ, mình tuyệt đối không thể cản trở. Chờ ta phá vỡ phong ấn, trở thành điện chủ Thánh Tử Điện chân chính. Địa vị cao thượng, lại nói ra sẽ có phân lượng hơn. Hít sâu một hơi, ép xuống kích động trong lòng. Hắn trước mắt, trọng yếu nhất là điệu thấp tu luyện, tranh thủ sớm ngày phá vỡ phong ấn, mà không phải nói ra quan hệ, dẫn tới phiền phức. Phiền phức hắn không sợ, nhưng mà để Lạc Nhược Hy buồn rầu, liền khó rủ sạch tội lỗi. Tiểu công chúa, danh chấn thiên hạ, ta ở Thanh Nguyên đế quốc cũng nghe nói qua, một mực bội phục không thôi. Tự nhiên có chút hiếu kỳ. Tâm cảnh vận chuyển, ánh mắt trở nên không hề bận tâm, Trương Huyền cười nói. Hừ, tốt nhất như vậy, nếu như để ta biết, đối với muội muội ta có ý nghĩ gì, coi như hai ta nhận thức, cũng sẽ đánh ngươi tìm không thấy đông nam tây bắc. Lạc Huyền Thanh khẽ nói, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Đó là tự nhiên. Trương Huyền cười khổ. Bị anh vợ uy hiếp, cái này gọi là chuyện gì? Đồng thời cũng vui mừng vừa rồi không có thừa nhận, nếu không quan hệ đổ vỡ không nói, làm không cẩn thận còn có thể bị đánh một trận tơi bời. Được rồi. Không thảo luận những thứ này nữa, đúng rồi Trương Sư, trong tân sinh khóa này của ngươi, Trương Hủ xem như một nhân vật, còn có một cái, dù không phải tử đệ gia tộc, nhưng thiên phú cực mạnh, gọi là Phùng Tử Giật, ngươi hẳn nhận biết chứ. Vân Liên Hải cười ha hả, nói sang chuyện khác. Phùng Tử Giật, ta biết, thứ nhất của Sông Sơn Môn lần này. Trương Huyền gật đầu, nghe nói hình như là thân truyền của một vị thái thượng trưởng lão ở tổng bộ danh sư đường. Đúng vậy. Tổng bộ danh sư đường có 3 vị thái thượng trưởng lão, bình thường hành tung bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể được hắn thu làm thân truyền, vận khí của Phùng Tử Giật này xác thực rất tốt. Huống chi, thu hắn làm đệ tử, còn là đứng đầu trong 3 đại thái thượng trưởng lão. Dương Sư, Vân Liên Hải cảm khái. Dương Sư, Trương Huyền nhìn qua. Đúng vậy, Dương Sư Dương Huyền. Vân Liên Hải nói. Dương, Huyền. Thân thể Trương Huyền chấn động, cứng ngắc. Chương 2548, sát cơ 1.
Từ trước đến nay, Trương Huyền đều tự xưng mình là đệ tử của Dương Huyền, vốn cho rằng chỉ là cái tên bịa đặt, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là thật. Tổng bộ danh sư đường vậy mà thật có một vị danh sư gọi Dương Huyền, hơn nữa còn là một trong ba đại thái thượng trưởng lão. Tùy tiện bịa cái tên, cũng có thể đụng vào trên họng súng. Khó trách, lúc trước Lạc Thừa Tân muốn giáo huấn hắn, nghe được thân phận Dương Huyền, lại hốt hoảng như vậy. Nguyên lai cũng không phải hắn ngụy trang tốt, mà là thật có một người như vậy, cho nên mới hoảng sợ, vào trước là chủ mà cảm thấy sợ hãi. Cùng nhau đi tới, chỉ cần báo ra sư phụ, danh sư đường liền chủ động giấu giếm tin tức, chỉ sợ chính là báo lên trên, xem xét liên lụy đến thái thượng trưởng lão. Nên không truy cứu nữa, ngược lại chủ động đè tin tức xuống. Thì ra là thế. Từ trước đến nay, đều cảm thấy có phải bản thân giả quá tốt hay không, mới để cho người không dám tìm phiền phức, không dám ngấp nghé thiên đạo công pháp của hắn, nguyên lai. Là thật có Dương Huyền, bản thân vụng trộm mượn tên tuổi của đối phương, cáo mượn oai hùng, mới một đường đi trôi chảy như thế. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Trong lòng rung động, vẫn có chút không dám tin tưởng. Lúc trước nói ra cái tên Dương Huyền này, hoàn toàn là thuận miệng bịa, sao lại trùng hợp như vậy? Thật có một vị cường đại như vậy tồn tại. Thiên đạo thư viện, nhất định là nó. Trong lòng hơi động, tinh thần vội vàng chìm đắm vào thức hải. Lần nữa trở lại ngoài cửa thư viện, ngay phía trên có năm chữ lớn, mang theo khí tức tuyên cổ xa xưa, như từ một thế giới khác phá không mà đến, cho người ta một loại cảm giác tang thương khó mà nói ra lời. Thiên địa tạo hóa, tất cả phù hợp tự nhiên, lúc trước không quan tâm nói ra, trên thực tế lại ứng nghiệm, tất cả đều ở dưới thiên đạo khống chế. Đều có quy luật. Cơ bắp kéo căng, hắn không tin tưởng vị Dương Huyền này là đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ lúc trước thầm nghĩ đến muốn ngụy trang, thư viện đã có một loại tiềm thức hòa vào trong óc, để hắn thốt ra cái tên này. Nói cách khác, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý không thể trái, thiên đạo không thể đổi. Mặc dù ta khống chế thiên đạo thư viện, nhưng nếu như thiên đạo muốn gạt bỏ ta, có thể cũng không thể làm trái hay không. Thân thể Trương Huyền lạnh lẽo. Nghĩ đến một loại khả năng. Trương sư, ngươi làm sao vậy? Đang miên man suy nghĩ, bên tai vang lên một thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Liên Hải nhìn qua, tựa hồ có chút lo lắng. À, ta không sao. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục nụ cười, che giấu khiếp sợ cùng lo lắng trong lòng. Tâm cảnh đạt tới loại cảnh giới như hắn, thật muốn che giấu nội tâm không ổn định, người ngoài căn bản nhìn không ra. Thiên đạo thư viện là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để cho người ta biết được. Mới vừa nghe được, Phùng Tử Giật lại có bối cảnh như vậy, giật nảy mình, không có lấy lại tinh thần mà thôi. Trương Huyền xấu hổ gãi đầu một cái. Đúng vậy, lần đầu tiên ta nghe được, nói thật, cũng khiếp sợ tột đỉnh. Thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, một cái thần bí hơn một cái, coi như người của tổng bộ, cũng không có mấy người đã gặp, vị này vậy mà có thể được chỉ điểm, thu làm thân truyền. Phần kỳ ngộ này, quả thực không phải người nào cũng có. Vân Liên Hải nhẹ gật đầu, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Đúng rồi, Trương Sư, người có thể bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ loại thiên phú cùng thực lực này, hẳn là cũng có lão sư chỉ điểm A. Không biết quý sư là... Đối phương không phải người Trương gia, lại nắm giữ thiên phú và tu vi không kém gì thiên tài Trương gia, khẳng định cũng sư xuất danh môn. Cái này... Khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ trực tiếp mở miệng, thầy ta Dương Huyền, hiện tại mới vừa nói Phùng Tử Giật, còn như vậy nói, đối phương sẽ hỏi người này có phải là sư huynh của ngươi hay không? Chẳng phải không có cách nào trả lời. Không tiện trả lời liền thôi, có chút ẩn sĩ cao nhân, không nguyện ý học sinh treo mình ở bên miệng, tránh cho cáo mượn oai hùng, bất lợi phát triển. Vân Liên Hải khoát tay áo. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không phải truy vấn ngọn nguồn. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, quan hệ giữa bọn họ còn không có đạt tới loại trình độ đó, không muốn nói cũng rất bình thường. Cảm ơn. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền. Không cần khách khí. Vân Liên Hải cười cười, không nói thêm lời. Mấy người lại trò chuyện một hồi, sau đó tự mình tu luyện. Trương Huyền cũng đè lại hoảng sợ trong lòng, nhắm mắt lại, chậm rãi củng cố thực lực vừa mới đột phá. Đối với hắn mà nói, bây giờ nghĩ những thứ này. Không phù hợp thực tế, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng tăng lên. Tất cả đều là giả, thực lực mới thật. Một đường không nói chuyện, liên tục phi hành. Trong lúc này lặng lẽ hỏi thăm Viên Hiểu, chẳng qua năm nay hắn một mực ở Thánh Tử Điện, không có trở về nhà tộc,
đối với thiên tài Viên Đào mới tới, cũng không hiểu rõ tình hình, để Trương Huyền tràn đầy tiếc hận, đành phải thôi. Sau 5 ngày, Thất Thải Thiên Hạc ngừng lại, đập vào mắt là một sơn mạch liên miên chập trùng, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, tu vi trước đó đột phá triệt để củng cố, không có linh thạch trợ giúp, dù không có tiến bộ nữa, nhưng thích ứng tu vi, sức chiến đấu trở nên mạnh hơn. Nếu như kiếm tần sinh giống như trước đó, khống chế sức mạnh tỉ thí với hắn, làm không cẩn thận chỉ trong một chiêu liền có thể chém giết, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Vị trí của động hư hồ lâu ngay ở chỗ này. Phân phó một tiếng, Thất Thải Thiên Hạc ngừng lại ở trong sơn cốc, Lạc Huyền Thanh chỉ phía dưới. Theo tay hắn nhìn, chỉ thấy một hạp cốc như cự xà, trực tiếp lan tràn về phía trước, không biết bao xa, bốn phía dãy núi nhấp nhô, triệt để che lấp nơi này, không bay lên không, căn bản không phát hiện được. Tụ phong hối thủy, là địa hình có thể sinh ra linh mạch. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Hắn lý giải trận pháp, đã sớm đạt đến bát tinh đỉnh phong, hạp cốc này cùng sơn mạch bốn phía liên tiếp, tạo thành một vị trí tập hợp linh khí. Bất quá hình như linh mạch này bị người sửa lại, không cách nào hình thành linh khoáng. Chương 2549, sát cơ 2. Lần nữa nhìn một hồi, mày Trương Huyền nhăn lại. Sơn cốc có khả năng tập hợp linh khí, dựa theo tình huống bình thường, thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ xuất hiện linh khoáng, nhưng không biết là bị người khai thác qua, hay xuất hiện vấn đề gì, toàn bộ địa mạch bị phá hư, mặc dù còn có thể tập hợp linh khí, nhưng linh khoáng lại không có khả năng có. Đi xuống đi. Trong lòng kỳ lạ, thân thể Thiên Hạc nhoáng một cái, bay xuống, rất nhanh mọi người rơi xuống lối vào của hạp cốc. Nơi này gọi là địa linh cốc, bởi vì linh khí dồi dào, thánh thú rất nhiều, một chút đạt tới thánh vực bát trọng cũng chiếm cứ ở trong đó, cho nên, chúng ta không thể bay thẳng vào, nếu không gặp phải đánh giết, ai cũng trốn không thoát. Lạc Huyền Thanh nói. Trương Huyền líu lưỡi, vốn cho rằng Thất Thải Thiên Hạc là thánh thú cường đại nhất hắn gặp qua, không nghĩ tới trong hạp cốc còn có lợi hại hơn. Danh sư đại lục quả nhiên tàng long ngọa hổ, cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rõ ràng, nếu không phải sơn cốc này có thánh thú cường đại như thế, cái gọi là động hư hồ lô, cũng sẽ không lưu đến bây giờ, sớm đã bị người phát hiện. Mọi người tiến vào bên trong, tận lực thu liếm khí tức, không thể lưu lại dấu vết, nếu không sợ còn chưa tới chỗ, đã gặp phải phiền phức. Lần nữa dặn dò một câu, Lạc Huyền Thanh an bài Thiên Hạc ở trên không chi viện, dẫn đầu đi vào trong, mọi người theo sát phía sau. Bởi vì tu vi Trương Huyền thấp nhất, được an bài ở giữa, một khi xảy ra chuyện, cũng có thể chăm sóc. Hạp cốc yên tĩnh, đi vào trong đó, chỉ có thể nghe được tiếng gió nghẹn ngào ở bốn phía. Linh khí trong cốc nồng đậm hơn bên ngoài một chút, có điều bởi vì nguyên nhân địa hình, không cách nào tụ tập, tu luyện bình thường còn có thể, nhưng muốn hình thành khoáng mạch, thì gần như không có khả năng. Đi theo sau lưng Lạc Huyền Thanh, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, Trương Huyền nhìn bốn phía. Trong sơn cốc, từng đạo linh khí chậm rãi chảy xuôi, như nước sông, cực kỳ yên tĩnh. Nơi này có thể để cho động hư hồ lô phát triển. Càng xem càng cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù không rõ ràng môi trường sinh trưởng của động hư hồ lô, nhưng trước đó Lạc Huyền Thanh nói qua, cần linh mạch mới có thể sống sót, linh khí nơi này phân tán, cũng không có linh mạch, làm sao mọc ra. Thật ra thì chúng ta đã nằm ở trong trận pháp mà vị cao nhân kia bố trí. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Huyền Thanh truyền âm tới. Trong trận pháp, Trương Huyền khiếp sợ. Hắn lý giải trận pháp đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, nếu quả thật có trận pháp, không có khả năng nhìn không ra. Trừ khi, đạt đến cửu tinh, trận pháp cửu tinh, người lưu lại động hư hồ lô cần mạnh bao nhiêu. Không sai, trận pháp này thay đổi hướng chảy linh khí, để cho người ta không phát hiện được linh mạch, cũng không phát hiện được bảo tàng, nếu không khẳng định động hư hồ lô sớm đã bị người tìm được. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Sở dĩ ta phát hiện, cũng là vận may. Vận may. Trương Huyền lắc đầu. Vận khí đơn thuần, muốn phát hiện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn dùng Minh Lý Chi Nhãn cũng nhìn không ra vấn đề, chỉ dựa vào vận may liền muốn phát hiện động hư hồ lô, khả năng không lớn. Thật ra thì, ta nghe muội muội đề cập qua, nàng thích xem sách, càng thích thôi diễn, từng căn cứ thủ pháp bố trí một trận pháp, cùng bản đồ nơi này suy đoán ra, khả năng nơi này tồn tại một trận pháp cửu tinh. Lúc ấy ta liền để ý, đặc biệt tới tìm kiếm, mới phát hiện một chút vấn đề. Lạc Huyền Thanh hơi đỏ mặt nói. Chỉ bằng vào vận may đã muốn phát hiện, quả thực rất khó,
vài vạn năm lịch sử, khẳng định sớm đã bị người tìm được. Sở dĩ có thể biết, là nhờ muội muội của hắn. Căn cứ thủ pháp bày trận cùng bản đồ, có thể thôi diễn ra những thứ này. Trương Huyền líu lưỡi. Không hổ là bạn gái của hắn, nhãn lực cùng năng lực phân tích, so với hắn cũng không hề yếu. Đúng rồi, Lạc huynh, ta có một việc tương đối hiếu kỳ, hy vọng có thể hỏi thăm một chút. Dừng lại một chút, Trương Huyền truyền âm. Nói đi. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Là như vậy, Lạc gia cường đại như thế, so với Trương gia cũng không yếu, vì sao phải để gia chủ đi thông gia? Trương Huyền nhìn không được nói. Đây chính là mấy ngày nay hắn một mực xoắn suýt, thánh nhân quý tộc lấy huyết mạch định trên dưới, Lạc Nhược Hy là gia chủ, vì sao còn phải thông gia? Làm như vậy chẳng phải tương đương chắp tay nhường cả gia tộc sao? Là ai bảo ngươi hỏi như vậy? Lạc Huyền Thanh sầm mặt, ánh mắt híp lại. Trương Huyền nhất thời cảm thấy lạnh cả người, vậy mà ở trên người đối phương, cảm nhận được sát cơ nồng đậm. Chương 2550, Trương Huyền bày trận 1. Cỗ sát ý này như thực chất, thẩm thấu làn da, chui vào linh hồn, để thân thể của hắn kìm lòng không đóng băng. Trương Huyền híp mắt lại, trong đầu vận chuyển rất nhanh. Hỏi Lạc Nhược Hy, đối phương cũng chỉ tức giận, không có ý tứ giết người, bây giờ hỏi cái này, phản ứng lớn như thế, thật chẳng lẽ dính dáng bí mật gì. Ta chỉ là hiếu kỳ, cảm thấy khó tin. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Lạc Huyền Thanh nhìn chằm chằm, thấy nụ cười của hắn thẳng thắn, không hề giống như cố ý hỏi thăm tin tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Đây là sự tình của Lạc gia cùng Trương gia, nếu là người ngoài cuộc, thì đừng có nhúng vào. Hiểu rồi. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù không có hỏi tham gia tin tức, nhưng cũng xác định một việc, cái kia chính là. Hai gia tộc thông gia, bắt buộc phải làm, không thể ngăn cản. Lạc Huyền Thanh chán ghét Trương gia như vậy, sủng ái muội muội như thế, cũng không có cách nào, thông gia, chỉ sợ thật liên lụy đến việc lớn mà hắn không biết. Thật khó. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Trước đó nghĩ, chỉ cần mình nắm giữ thân phận điện chủ thánh tử điện. Không kém gì Trương gia gia chủ, đi qua cầu hôn, lại thêm hai bên tình nguyện, đối phương 89 phần 10 sẽ đồng ý, hiện tại xem ra, cũng không có đơn giản như vậy. Lạc Nhược Hy thân là gia chủ, thực lực cường hãn như vậy cũng không thể dễ dụa. Vậy thì có chút ý vị sâu xa. Ô ô ô, đang cảm khái, đột nhiên trên không vang lên thanh âm tương tự con muỗi phi hành. Con người của Bích Hồng Âm co rụt lại. Là Xích Vĩ Độc Phong. Mọi người vội vàng nhìn về phía trước. Ngay sau đó nhìn thấy một đám ong mật lớn chừng trái nhãn, giống như mây đen bay tới. Xích Vĩ Độc Phong. Trong lòng Trương Huyền hơi hồi hộp một chút. Hắn nhìn qua vô số thư tịch, biết loại vật này, kích thước không lớn, thực lực cũng không mạnh, chỉ có thánh vực tam, tứ trọng, nhưng độc tính vô cùng cương mãnh. Tập hợp nhiều, thánh vực lục, thất trọng cũng sẽ bị hạ độc chết. Mấu chốt nhất là, số lượng thứ này rất nhiều, núp ở trong núi rừng. So với thánh thú thánh vực bát trọng thì đáng sợ hơn mấy lần. Là sát ý vừa rồi kinh động đến đối phương. Thời gian nháy mắt Trương Huyền liền hiểu được. Sau khi vào thung lũng, bọn họ che lấp rất tốt, không có phóng ra bất kỳ khí tức gì, dựa theo tình huống bình thường, là sẽ không khiến cho bất kỳ sinh mệnh mạnh mẽ nào chú ý. Giờ phút này đối phương đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là bị Lạc Huyền Thanh vừa rồi không có khống chế được sát ý quấy nhiễu, muốn tìm kiếm đầu nguồn, săn giết. Làm sao bây giờ? Da mặt Vân Liên Hải co lại, vội vàng hỏi. Tựa hồ hắn cực kỳ sợ hãi loại sinh mệnh có độc này, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Chiến đấu, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng dẫn tới sinh mệnh càng cường đại hơn nữa trọng yếu nhất là. Số lượng Xích Vĩ Độc Phong rất nhiều, giết cũng không hết, chết một con, liền sẽ phóng ra xương độc nhất định, thả ra nhiều, chung quanh đều là khí độc, cũng là một con đường chết. Mích Hồng Âm gấp rút nói. Tiến vào sơn cốc, sợ nhất là gặp được loại vật này, giết không thể giết, lại không thể chờ chết, để cho người ta bó tay toàn tập, không có bất kỳ biện pháp nào. Trước tiên lui ra khỏi sơn cốc, nghĩ biện pháp chém giết chúng ở bên ngoài. Lạc Huyền Thanh nói, thân là con cháu hạch tâm nhất của Lạc gia, dù thoạt nhìn có chút lỗ mãng, nhưng gặp phải sự tình, lại sẽ không bối rối, có kế hoạch cùng phương pháp của mình. Được, biết đây là biện pháp tốt nhất. Đám người vội vàng lui về phía sau. Hình như không còn kịp rồi. Mới đi mấy trăm mét, Trương Huyền lắc đầu. Mọi người vội vàng nhìn, chỉ thấy sau lưng cũng xuất hiện một đống Xích Vĩ Độc Phong, oanh minh bay tới, để cho người ta tê cả ra đầu. Thực lực có thể đạt tới thánh vực tam tứ trọng,
đã có trí tuệ của mình, nhìn thấy nhiều mỹ vị tới như vậy, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chiến đấu đi! Biết trốn không thoát, Lạc Huyền Thanh cũng không giàu dĩ, hai mắt nheo lại. Trương sư, làm phiền ngươi bố trí một trận pháp ngăn cách khí tức, không nên để cho lực lượng cùng thanh âm chiến đấu truyền ra ngoài. Mích Hồng Âm, ngươi dùng ma âm quấy nhiễu bọn chúng liên lạc, để chúng không cách nào bày trận liên hợp. Vân Liên Hải, ngươi dùng bí pháp, tìm kiếm vị trí phong vương. Viên Hiểu, ngươi phòng ngự mạnh nhất, thân thể tất nhiên có kháng độc tính nhất định, hai ta chuẩn bị kỹ càng, một khi tìm được phong vương, lập tức tiến lên đánh chết. Lạc Huyền Thanh nhanh chóng an bài. Phong vương chết, khẳng định sẽ xuất hiện bối rối, đến lúc đó có thể thừa cơ chạy trốn. Rõ. Mọi người đồng thời gật đầu, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Nghe đối phương an bài hợp lý, không dư thừa chút nào, mỗi một câu đều thẳng vào chỗ yếu hại, trong lòng Trương Huyền nhìn không được khen ngợi. Đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm luống cuống, Lạc Huyền Thanh không chỉ không vội vàng, còn vận dụng năng lực mỗi người, làm ra ưu hóa lớn nhất, không hổ là thiên tài do Thánh Tử Điện bồi dưỡng ra. Ở trước mặt nguy hiểm triển lộ ra một mặt khác biệt người thường. Bắt đầu đi. Thấy mọi người nghe hiểu mệnh lệnh, Lạc Huyền Thanh quát nhẹ một tiếng, bàn tay chảo một cái, không gian bốn phía giống như bị khống chế, trở nên sền sệt. Trương sư, ta trước chặn lại, ngươi mau chóng bày trận. Tốt, nhưng mà... Trương Huyền nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ nhìn qua. Các ngươi ai có trận kỳ cấp 8 không? Hắn một nghèo hai trắng, hơn nữa mới vừa thi xong trận pháp sư bát tinh, coi như muốn bảy trận cũng không có đổ vật a. Ngươi ngay cả trận kỳ cũng không có. Da mặt của Bích Hồng Âm co lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.